Chào Hội Thánh, cảm ơn Chúa buổi sáng hôm nay. Chúng ta được về nhà Chúa để chúng ta ra mắt Chúa thờ phượng Ngài. Với tất cả phước hạnh mà Chúa Ngài ban cho chúng ta có nhiều cớ để chúng ta lớn tiếng ngợi khen Chúa, làm sáng danh Ngài ở trong thời giờ nhóm lại của chúng ta ở trong ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa. Chúng tôi xin được hoan nghênh và chào mừng anh chị em cũng như hết thảy anh chị em ở xa vào để cùng thờ phượng Chúa với Hội Thánh qua trực tiếp truyền hình Facebook Live. Chúng tôi rất vui mừng biết rằng nhiều con cái của Chúa được phước ở trong những thời giờ cùng nhóm lại với chúng tôi. Nên chúng tôi tạ ơn Chúa vì sự có mặt của anh chị em cũng như theo dõi thờ phượng Chúa với chúng tôi tại tư gia của mình, tại các điểm nhóm, anh chị em nhóm họp lại để cùng nhau thờ phượng Chúa. Ở đây chúng ta chuẩn bị lòng của mình để chúng ta ra mắt Chúa, thờ phượng Chúa. Xin mời anh chị em cùng đứng lên và chúng ta dâng thời giờ này trong ơn của Ngài. Tôi xin đọc Thi Thiên thứ 113, lời của Chúa kêu gọi chúng ta. Hallelujah! Hỡi các tôi tớ của Đức Giê-hô-va, hãy ngợi khen danh Đức Giê-hô-va. Đáng chúc tụng danh của Đức Giê-hô-va từ bây giờ cho đến đời đời, từ nơi mặt trời mọc cho đến nơi mặt trời lặn. Khá ngợi khen danh Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va vượt cao hơn các dân, sự vinh hiển Ngài cao hơn các tầng trời. Ai giống như Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi? Ngôi Ngài ở trên cao, Ngài hạ mình xuống đặng xem xét trời và đất. Ngài nâng đỡ người khốn cùng lên khỏi bụi tro, cất kẻ thiếu thốn khỏi đống phân, đặng để người ngồi chung với các quan trưởng, tức với các quan trưởng của dân sự Ngài. Ngài khiến đàn bà son sẻ ở trong nhà, làm mẹ vui vẻ của những con cái. Hallelujah! Thi Thiên này cho chúng ta thấy, chúng ta cần ngợi khen Chúa, vì Chúa Ngài cất nhắc những kẻ khiêm nhường lên và Ngài ban phước cho những người kính sợ Ngài. Ở trong ơn của Chúa, chúng ta cảm ơn Chúa vì Ngài cất nhắc chúng ta và Ngài ban cho chúng ta địa vị mà chúng ta được Chúa Ngài cho chúng ta hiện tại. Chúa Ngài đặt chúng ta đặng ngồi chung với các quan trưởng, tức các quan trưởng của dân sự của Ngài. Cảm ơn Chúa vì Chúa có một thiên mệnh cho mỗi chúng ta, Chúa có một chương trình cho mỗi đời sống của chúng ta. Công việc của chúng ta đó là hãy tin cậy Chúa và tiến vào để nhận phước hạnh mà Chúa Ngài định cho đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Cùng với tôi, chúng ta lớn tiếng cảm tạ Chúa, ngợi khen Ngài. Trong lễ tiếng Anh vừa qua, chúng tôi thấy có những người được sự chữa lành từ nơi Chúa. Và cảm ơn Chúa, một ông, mắt của ông không có, mắt bên phải không thấy đường. Và qua sự giới thiệu của anh chị Liêm, thì người vợ đã đến và đứng vào trong vị trí để nhận sự chữa lành cho ông trong tuần rồi. Sáng hôm nay ông đến và cảm ơn Chúa, Chúa chữa lành mắt của ông. Ông không thấy đường, nhưng mà cảm ơn Chúa sau khi được cầu nguyện thì mắt của ông đã được Chúa Ngài làm cho sáng. Ông nhìn thấy đồng hồ trên vách tường của chúng ta, nhìn ra bãi đậu xe và thấy tận ở bên cây xăng Shell, thì chúng ta thấy cảm ơn Chúa vì Chúa Ngài chữa lành cho ông một cách rất đặc biệt. Ông đi trong bằng cây gậy và cảm ơn Chúa là ông rời khỏi nhà thờ từ đây cầm cây gậy ở trên tay của mình vì Chúa Ngài chữa lành cho chân của ông nữa. Cảm ơn Chúa vì Chúa Ngài đang làm nhiều điều lạ lùng. Sự chữa lành của Chúa thể hiện một cách nhanh chóng. Như tôi đã chia sẻ với anh chị em, anh rể của chị Loan là anh Jimmy Quách đã được Chúa Ngài chữa lành hai đầu gối của ông. Mà tối thứ sáu vừa tuần trước, và khi ông anh đi làm trở lại ở trong cửa tiệm bánh của mình, thì các nhân viên thắc mắc về tại sao ông có thể tự do đi đứng như vậy. Ông làm chứng lại và mời các bạn hữu của mình, những người ở trong cửa tiệm, những nhân viên của mình, và họ đã đến tối thứ tư để cùng học lời Chúa với chúng ta. Cảm ơn Chúa vì việc Chúa Ngài đang làm như lời của Ngài hứa, và chúng ta tin rằng Chúa Ngài sẽ làm lớn hơn nữa, vì Chúa là đấng đáng nhận sự ngợi khen của chúng ta. Hỡi các tôi tớ của Đức Giê-hô-va, hãy ngợi khen danh Đức Giê-hô-va, chúc tụng danh của Đức Giê-hô-va từ bây giờ cho đến đời đời. Cha dấu, chúng con cảm ơn Chúa vì danh của Ngài đã được bày tỏ ra. Đức Giê-hô-va Rapha đã bày tỏ danh của Ngài một cách hiển thực ở giữa chúng con, ở trong đời sống của chúng con. Chúa chữa lành, Chúa ban phước ở trên đời sống của chúng con. Cảm ơn Chúa vì Ngài là Đức Giê-hô-va Shalom của chúng con, đấng đem lại cho chúng con
kinh nghiệm sự bình an siêu nhiên từ nơi Ngài. Vì khi Chúa Ngài ban phước, bày tỏ sự hiện diện của Ngài, thì sự bình an của Ngài vượt quá tất cả những nan đề, những khó khăn, hoàn cảnh mà chúng con đối diện. Bởi vì Chúa đỡ nên sự bình an của chúng con, Chúa vay lấy chúng con bởi sự bình an của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, tạ ơn Ngài vì những điều Chúa Ngài làm ở trong đời sống của chúng con. Cho nên giờ đây, chúng con cùng với anh chị em của chúng con lớn tiếng lời khen Chúa, chúc tụng Ngài. Vì Ngài đáng nhận nơi chúng con những tiếng hát ngợi khen và sự thờ phượng trong ngày hôm nay. Chúng con ngợi khen Chúa vì Chúa là Đức Chúa Trời vĩ đại của chúng con, đấng ban cho chúng con kinh nghiệm được Chúa một cách gần gũi. Cảm ơn Ngài vì chẳng những Ngài là Đức Chúa Trời của chúng con mà Ngài cũng là Cha yêu dấu của chúng con, đấng ban phước chăm sóc đời sống của chúng con như con cái ở trong nhà. Cảm ơn Chúa vì Ngài yêu chúng con như con ngươi của mắt Ngài. Cảm ơn Chúa vì Ngài gìn giữ bảo vệ chúng con ở trong phước hạnh của Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng con ngợi khen Ngài vì Chúa của chúng con là vua của vũ trụ này, là Chúa của trời đất, đã bằng lòng đến để nhận tiếng hát ngợi khen và thờ phượng của con dân của Ngài. Đến giờ này chúng con xin mời Chúa đến ngự giữa tiếng hát ngợi khen này và bày tỏ sự hiện diện hiển lộ của Ngài tại đây với chúng con, để ai nấy trong chúng con được phước, được khích lệ. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con giao phó thì giờ nhóm lại ở trong sự hiện diện của Chúa. Chúng con tạ ơn Ngài và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Hãy tiếp tục đứng và cùng với chúng tôi, chúng ta tôn cao Chúa trong thời giờ này. Amen. Church, sing, you give life. Life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. You give life, you are love. Chúa sự sống trong
cho con, dạy con sao ngôi cao cả cho Chúa. The great I am.
Chị em chúng ta tiếp tục dâng lên Chúa một tràng pháo tay nữa lớn hơn, bày tỏ lòng biết ơn của chúng ta, ngợi khen Chúa của chúng ta. Chúa thật lạ lùng và kinh nghiệm chúng ta được ở trong sự hiện diện của Chúa như chúng ta vừa mới kinh nghiệm ở trong giây phút vừa qua là điều quý báu ở trong đời sống. Bởi vì chúng ta biết rằng không phải bất cứ nơi nào nhóm lại thì đều có kinh nghiệm như vậy. Nhưng mà Chúa Ngài luôn ban phước trên chúng ta, Ngài luôn cho chúng ta kinh nghiệm được sự hiện diện của Chúa một cách hiển lộ như vậy ở trong thời giờ ngợi khen thờ phượng Chúa tại VBC Houston tại đây. Cảm ơn Chúa. Có những lời làm chứng là ngay ở giữa thời giờ chúng ta ngợi khen Chúa thì sự chữa lành đã trực tiếp đến thẳng với những người có nhu cầu trước khi chúng tôi có cơ hội để đặt tay ở trên họ. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì trong tuần qua cũng có các anh chị em đến và làm chứng với tôi trong thời giờ thờ phượng, trong Chủ nhật vừa qua, trong lúc đang đứng thờ phượng, trong lúc đang nghe bài giảng. Thì kinh nghiệm Chúa hiện diện và đứng ngay trước mặt họ, dạy dỗ, chạm, rờ chạm đến họ một cách rất là đặc biệt. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa Ngài luôn ban cho chúng ta những cơ hội quý báu như vậy. Bởi vì không có gì đau khổ cho bằng chúng ta đi thờ phượng mà không có Chúa xuất hiện để nhận sự thờ phượng. Mà chúng ta cảm ơn Chúa là mỗi lần chúng ta vào nhà của Chúa, chúng ta ngợi khen Ngài, nhân danh Đức Chúa Jesus Christ chúng ta nhóm nhau lại thì chúng ta thấy Chúa luôn bày tỏ sự hiện diện của Ngài với chúng ta. Ngợi khen Chúa, cảm ơn Chúa trong ơn của Ngài. Ngợi khen Chúa. Anh chị em chúng ta bước sang thời giờ dâng hiến. Đây là cơ hội mà chúng ta góp phần vào công việc mở mang nước của Chúa cũng như chăm lo công việc của đại gia đình của Chúa tại đây, ở trong những chi phí, trong mọi sinh hoạt. Thì cảm ơn Chúa, Chúa cho chúng ta có một đại gia đình để sinh hoạt. Con cái của chúng ta được phước, được nuôi dưỡng ở trong một môi trường mà chúng ta thấy rằng chúng nó sớm được tiếp cận với lại quyền năng và sự hiện diện của Chúa. Khi tôi lớn lên, nhìn lại tôi thấy rằng ước gì các năm tôi lớn lên được ở trong một hội thánh và kinh nghiệm quyền năng phép lạ của Chúa thì chắc là đã cứu tôi khỏi những cái ngày tháng lang thang đi ra ở bên ngoài tìm cái niềm vui ở tại những trận bóng đá hơn là niềm vui ở trong sự thờ phượng Chúa. Trong khi lời của Chúa nói rằng một ngày ở trong nhà của Chúa hơn ngàn ngày ở bên ngoài. Và cảm ơn Chúa vì VBC Houston của chúng ta được phước của Chúa một cách đặc biệt. Mỗi lần chúng ta nhóm nhau lại thì Chúa làm một việc gì đó để xác nhận với chúng ta rằng Chúa của chúng ta là Chúa toàn năng, Chúa hiện hữu và Chúa Ngài chữa lành. Cho nên sáng hôm nay ở trong lễ tiếng Anh thì cũng có những người, một gia đình là người Hoa ở tại Hội Thánh Fort Bend Community Church ở vùng Fort Bend. Họ nghe về sự chữa lành của Chúa, họ chở con của họ đến đây. Bởi vì trong nhiều ngày hội thánh tại đó cầu nguyện mà không có chuyện gì xảy ra cho bé. Chúng ta cảm ơn Chúa vì tại đây Chúa Ngài đang ban phước cho chúng ta. Cho nên tôi muốn nói với anh chị em rằng anh chị em là những người được phước. Amen. Chúng ta lớn tiếng cảm ơn Chúa. Chúng ta là những người được phước vì chúng ta kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa. Cảm ơn Chúa.
Hội thánh của Chúa tại đây, chúng ta được phước của Chúa và chúng ta muốn mở rộng, chúng ta muốn giới thiệu phước hạnh này của Chúa cho nhiều người. Cho nên chúng ta, ngoài việc chúng ta dâng hiến cho việc lo cho hội thánh địa phương của chúng ta tại đây, chúng ta dự phần vào việc truyền giáo, mở mang nước của Chúa, giới thiệu về tình yêu của Ngài cho những người chưa biết Chúa. Cảm ơn Chúa. Sáng hôm qua, các nhân viên của Thánh Kinh Mùa Hè cũng đã đi và giới thiệu Thánh Kinh Mùa Hè cho cộng đồng ở phía sau nhà thờ của chúng ta. Và người ta hoan nghênh, người ta nói rằng, ô, cái hội thánh đó chúng tôi biết, và bây giờ được mời, thì họ rất là vui vẻ đón nhận cái lời mời của chúng ta và nói rằng họ sẽ đến. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa vì ơn của Chúa Ngài ban cho chúng ta tại đây, và chúng ta sẽ tiếp tục san sẻ cho nhiều người, vì quan trọng ở trong ánh mắt của Chúa đó là những linh hồn được cứu, phải không chị em? Amen. Amen. Cho nên chúng ta dâng hiến để chúng ta nhằm mục đích để rao giảng lời của Chúa nữa. Cho nên trong ơn của Ngài, trong phước hạnh của Chúa, xin chúng ta trong thời giờ này một lần nữa đứng lên ở tại vị trí của mình với số tài vật mà chúng ta cầm ở trong tay. Chúng tôi cũng khuyến khích các con cái của Chúa, mặc dù dâng hiến qua online hay là qua những phương tiện khác, ngay trong thời giờ này các anh chị cũng có thể đứng ở tại chỗ của mình, ở trong phòng khách của mình, ở tại điểm nhóm của mình, và chúng ta dâng cho Chúa những tài vật này trong ơn của Chúa. Cha kính yêu, chúng con cảm ơn Chúa vì những phước hạnh mà Chúa Ngài ban cho chúng con. Chúng con trân quý sự cứu rỗi mà Ngài đã ban cho chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì có những người đã dâng hiến tài chánh, thì giờ và các ân tứ của họ để tin lành của Chúa đã đến với chúng con mà chúng con được ngày hôm nay. Bây giờ đến phiên của chúng con, Chúa ơi, chúng con muốn dự phần, chúng con muốn đóng góp để đạo của Chúa lại tiếp tục được rao truyền ra. Thì chúng con biết cánh cửa cơ hội mà Chúa cho chúng con có tại đây thật là quý báu. Chúng con biết, không biết ngày nào thì sự tự do để có thể rao giảng lời của Chúa qua Facebook Live, qua những phương tiện mà chúng con đang sử dụng, có thể tiếp tục vào trong đất nước Việt Nam của chúng con. Nên lại Chúa cho chúng con nắm bắt cơ hội này để chúng con cấp bách rao giảng tin lành của Ngài. Chúng con biết rằng như lời của Chúa cho chúng con biết, chúng con sẽ tiếp tục giảng đạo, cố khuyên bất luận gặp thời hay là không gặp thời. Cảm ơn Chúa vì đây là lúc mà chúng con gặp một thời điểm hết sức là tốt đẹp để chúng con có thể làm công việc này. Xin Chúa Ngài vui nhận những tài vật chúng con nhân lên, ban phước ở trên ban lãnh đạo, ban phước ở trên hội thánh, để chúng con biết chúng con sử dụng đầu tư một cách tốt đẹp, hầu cho chúng con có thể thu hoạch những linh hồn lạc mất trở lại cùng Chúa một cách đông đảo trong những ngày sắp đến. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa ban phước lại trên anh chị em chúng con, nhất là những người dâng hiến theo như lời của Chúa dạy 1/10. Thì Chúa hứa rằng Ngài vì chúng con mà cấm những kẻ cắn phá. Xin Chúa Ngài cấm những kẻ cắn phá và khiến cho chúng con sẽ thu hoạch một cách tối đa những gì chúng con gieo ra, để chúng con tiếp tục được phước của Ngài và tiếp tục làm nguồn phước cho những người xung quanh. Chúng con cảm ơn Chúa. Nhận nơi chúng con những tài vật này, lòng biết ơn thì giờ của chúng con, cuộc đời của chúng con dâng lên trước mặt Ngài, và chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Xin mời anh chị em ngồi. Trong lúc ban thờ phượng đến để nhận tiền dân, chúng tôi có một số thông báo xin nhắc nhở đến với anh chị em. Trưa hôm nay chúng ta còn có một cơ hội nữa để chúng ta có thể ghi danh cho việc tham dự Thánh Kinh Mùa Hè, bắt đầu vào trong tối thứ hai ngày mai, là ngày 11 cho đến ngày 15 Tây. Đây là cơ hội mà Chúa cho, và một cái mô hình mà Chúa Ngài đã cho chúng ta được áp dụng cho hội thánh của Chúa tại đây. Bởi vì anh em của chúng ta ở nhiều nơi khác nhau ở trên thành phố này về đây để nhóm lại. Cho nên các em thiếu nhi cần được cha mẹ đưa rước thì các em mới có thể tham dự được. Cho nên chúng tôi mở Thánh Kinh Mùa Hè không như các hội thánh khác, là Thánh Kinh Mùa Hè không phải chỉ cho thiếu nhi mà cho tất cả con cái của Chúa ở trong hội thánh, tất cả các lứa tuổi. Cho nên chúng tôi cảm ơn Chúa vì điều này đã được thực hiện 20 năm qua, và kết quả phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Có những cuộc đời
đã kinh nghiệm được cứu như một sư Đạt, một sư Trương Công Đạt đã được cứu tin Chúa ở trong Thánh Kinh mùa hè, rồi được sự kêu gọi lớn lên và bây giờ trở về hầu việc Chúa ở trong hội thánh tại đây. Đây là một trong những bông trái mà chúng ta thấy kết quả của Thánh Kinh mùa hè. Và những cuộc đời khác đã được Chúa Ngài ban phước, cho nên chúng tôi xin nhắc nhở và thông báo với anh chị em đầu tư cho con cái của mình để có cơ hội để cùng học lời Chúa với chúng ta và mở cửa nhà của Chúa để chúng ta có thể đưa người đến. Như tôi nói khi nãy, sáng hôm qua các giáo viên của Thánh Kinh mùa hè đã đi bộ và giới thiệu Thánh Kinh mùa hè cho 100 căn hộ ở phía sau nhà thờ của chúng ta. Và họ có ý định là trưa nay sẽ tiếp tục công việc này cho phía bên kia của đường Wayside. Bởi vì chúng ta có bánh và chúng ta muốn đãi cho những người cần bánh của Chúa một cách tối đa. Và nếu cộng đồng người Việt của chúng ta không nhận hết, chúng ta chia sẻ cho các cộng đồng chung quanh của chúng ta. Vì Hiếu Sanh trở nên, xin lỗi, VBC trở nên hội thánh của thành phố chứ không phải chỉ cho cộng đồng của người Việt của chúng ta mà thôi. Cho anh chị em nhanh chóng ghi danh để ban tổ chức của Thánh Kinh mùa hè có thể chuẩn bị tài liệu cho chúng ta cũng như là áo thun cho chúng ta. Thông báo thứ nhì chúng tôi xin nhắc nhở đó là ngay trong thời giờ này thì tiến trình tăng trưởng lớp thứ hai đang được mục sư Trương đạt dạy. Đây là phước hạnh mà chúng ta có được để chúng ta bước cái bước kế tiếp ở trong cuộc đời của chúng ta. Tin Chúa rồi làm gì? Bước kế tiếp chúng ta cần làm gì? Chúng ta biết rằng chúng ta đã được Chúa Ngài dựng nên để chúng ta yêu Chúa, yêu những người xung quanh, khám phá những tài năng, ân tứ, khả năng mà Chúa Ngài ban cho để chúng ta làm nên sự khác biệt, thay đổi thế giới của chúng ta. Một cách tốt nhất khi chúng ta tìm biết được các ân tứ mà Chúa ban cho đời sống của mình. Bởi vì Chúa ban cho và Chúa một ngày sẽ đòi hỏi chúng ta cái trách nhiệm chúng ta đã quản lý nó như thế nào khi Chúa tính sổ với chúng ta. Thông báo thứ ba đó là Chủ nhật tuần tới ở trong ngày lễ Father Day thì chúng ta sẽ có hai buổi nhóm 9 giờ và 11 giờ như thường lệ. Nhưng mà ở giữa của hai buổi nhóm vào lúc 10 giờ rưỡi thì có cơ hội để chúng ta có một cái bữa tiệc trà và những người con có thể mời cha của mình ăn một cái bánh với mình. Trong ngày Mother Day thì chúng ta có Muffin with Mom, chữ M-M, Muffin with Mom. Và Chủ nhật tuần tới chúng ta sẽ có Donuts with Dad. Amen. Cho nên chúng tôi có những cái thiệp mời ở phía trước sảnh đường, xin hội thánh sử dụng để mời bạn bè của mình. Biết đâu chừng ở trong cái buổi nhóm trong tuần tới, người bạn của chúng ta sẽ tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa đời sống. Mời những người cha tinh thần, những người trong hình ảnh của cha ở trong đời sống của chúng ta, nếu chúng ta không còn cha phần xác có mặt với chúng ta tại đây, để chúng ta có thể giữ phần vào, để chúng ta có thể giới thiệu về Chúa. Hãy mời họ đến, hãy nhân cơ hội chúng ta cũng giới thiệu cho biết con cái của chúng ta, những thanh niên, thiếu niên, những người lớn lên trong hội thánh tại đây, bày tỏ cái sự hiếu thảo với cha mẹ của mình như thế nào, một cách để chúng ta có thể giới thiệu cho họ. Cho nên lúc 10:30 thì những người cha sẽ có cơ hội để được mời ngồi xuống ăn một cái miếng bánh donut với con trai của mình, con cái của mình. Và lúc đó thì chúng ta cũng có cơ hội để có thể tặng quà hay là bày tỏ những cái lời nói, những cái thiệp để bày tỏ lòng biết ơn về công mà cha đã nuôi nấng dạy dỗ mình nên người như trong ngày hôm nay. Rồi sau lễ tiếng Việt của chúng ta sẽ không có bữa ăn trưa như thường lệ, mà chúng ta sẽ ra bờ biển Galveston ở tại Stuart Beach và chúng ta sẽ ăn trưa ngoài đó. Chúng ta có thời giờ để sinh hoạt ở ngoài trời theo như truyền thống mà 30 năm qua VBC Houston của chúng ta đã tổ chức. Xin Chúa Ngài ban ơn để chúng ta biết và sinh hoạt một cách tốt đẹp ở trong ơn của Chúa. Anh chị em cũng cảm ơn quý vị đã giúp đỡ để nhất là quý ông, hai thứ bảy vừa qua
đã đến và làm việc một cách hết sức là năng nổ, giúp đỡ để chuẩn bị cơ sở của chúng ta là COC để chúng ta có thể dọn dẹp hết tất cả bàn ghế, máy móc từ bên đó để chúng ta có thể sơn lại cái nền nhà. Và nền nhà đã được hoàn tất một cách rất là tốt đẹp ở bên đó. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến với tất cả quý ông, quý con cái của Chúa đã dành thời giờ để phục vụ, nhất là các anh em ở trên mái nhà của nhà nguyện cũ của chúng ta để đóng lại những cái vải tre để chúng ta có thể sử dụng cái cơ sở bên đó cho những công việc mà chúng ta cần. Chúng tôi cảm ơn Chúa vì chúng ta đang sinh hoạt ở trong một hội thánh được ơn của Chúa và một đại gia đình thật là phước hạnh trong ơn của Chúa. Amen anh chị em. Cho các anh một tràng pháo tay. Cảm ơn Chúa. Amen. Lời khen Chúa của chúng ta vì phước hạnh mà Chúa cho chúng ta có được ở trong ơn của Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài chúng ta đang học. Đó là những con người đã thay đổi cuộc đời. Ở trong đời sống chúng ta thấy có những người, ở trong các môn thể thao chúng ta thấy có những người mà khi họ xuất hiện, cái sự đóng góp của họ đã thay đổi cuộc chơi của cái trận đấu bóng đó. Có những người họ thay đổi luôn cả cái môn chơi. Có những người mà cuộc đời của họ đã thay đổi cuộc diện. Và đây là một cái phước hạnh mà chúng ta có được ở trong ơn của Chúa, vì đa số những con người thay đổi cuộc chơi này là những người có Chúa trong đời sống. Và chúng ta học một cái thể loại học Kinh Thánh mà trong trường Kinh Thánh người ta dạy chúng ta, đó là học theo các nhân vật ở trong Kinh Thánh. Mà chúng tôi gói cái môn học này ở trong những cái chủ đề gần gũi với cuộc sống của chúng ta, vì rất là quan trọng là chúng ta học ở trong một cái hình ảnh gần gũi ở trong đời sống của chúng ta để có thể rút tỉa những bài học ở trong đời sống của chúng ta. Hebrew chương 12 câu số 1 cho chúng ta một câu Kinh Thánh để bày tỏ chúng ta thấy có một cái trận đấu thể thao được diễn ra. Và hiện tại chúng ta có thể thấy điều này cũng đang diễn ra. Những người đi trước, những người tin Chúa, những người đã chạy cuộc đua của họ đang làm một công việc mà chúng ta có nhiều khi thắc mắc là những người thân thương của chúng ta đã qua đời, họ có thấy chúng ta đang làm gì ở tại quả địa cầu này hay không? Thì Hebrew chương 12 câu 1 chép: cho nên vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương mà kiên trì theo đuổi cuộc đua đã bày ra cho chúng ta. Chúng ta biết rằng có những người đi trước, có những thánh đồ trải qua các thời đại. Hiện tại họ như một cái đám mây đông đảo của những người đang chứng kiến, đang theo dõi một cuộc chạy đua. Mà họ đang để ý, để theo dõi, chiêu hò chúng ta là những người đang chạy cái phần của mình ở trong thời điểm này, ở trong cuộc đời của chúng ta. Họ đã chạy xong cuộc đua của họ. Họ đã qua đời. Bây giờ họ bên phía bên kia của cõi đời đời, ở tại thiên đàng, họ nhìn xuống phần của chúng ta. Lời của Chúa nói rằng nếu chúng ta không xong cái phần của mình thì đức tin của họ và cuộc chạy đua của họ không được trọn vẹn. Đó là lý do mà họ rất là năng nổ theo dõi, chứng kiến. Và tôi tin rằng nếu họ có thể nói được với chúng ta, họ sẽ có những lời khích lệ để giúp đỡ cho chúng ta, họ cho chúng ta có thể chạy xong cuộc đua với chúng ta. Bởi vì ai cũng có thể bắt đầu, nhưng mà phải là những con người thay đổi cuộc đấu, là những người chạy đến cái đích của nó. Rất là quan trọng. Và chúng ta thấy trong tất cả những cái trận chạy marathon, chạy đường dài, 3.000, 4.000 người bắt đầu. Nhưng mà không phải tất cả đều có thể về đến nơi, cái điểm cuối cùng. Mà chỉ có những con người kiên trì chạy xong cuộc đua của mình thì mới đạt được một cái vải, cái giải và được vượt qua những cái sự khó khăn để có thể về đến và nhận cái giải thưởng mà họ có được dành sẵn cho họ. Đây là điều rất là quan trọng.
Tôi tin rằng các thánh đồ đang theo dõi cuộc chạy với chúng ta. Trong đó có những con người mà Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta, họ nổi bật ở trong cái cuộc chạy của họ. Mặc dù họ bắt đầu là những con người bình thường như chúng ta, nhưng mà họ đã vâng lời Chúa. Như chúng ta đã học qua, ông Noe là một người bình thường như chúng ta. Nhưng mà khi nghe Chúa, Ngài bảo ông hãy đóng một chiếc tàu để cứu mình và gia đình. Ông đã thành tâm kính sợ Chúa và đóng cái chiếc tàu đó. Cái thời gian có thể lên đến 100 năm. Ông làm công việc mà trước đây chưa có ai làm. Ông chưa bao giờ thấy một chiếc tàu nào khác đã được đóng. Mà chẳng những đóng ở bờ biển mà lại đóng ở trên núi. Và chúng ta biết rằng ông không có Home Depot hay là những cái cửa tiệm bán gỗ, bán dán như chúng ta ngày hôm nay. Ông phải tự đốn cây, phải xẻ gỗ, phải đóng tàu và tất cả đều bắt đầu làm công việc lần đầu tiên trong lịch sử của con người. Nhưng mà ông thành tâm kính sợ Chúa và ông đã thay đổi cuộc chơi bằng cách cứu nhân loại ra khỏi việc bị tiêu diệt bởi cơn đại hồng thủy. Và tuần rồi chúng ta học một người khác đã thay đổi cuộc đấu là một thiếu nữ xuất thân từ một cái hoàn cảnh mà chúng ta thấy rằng bất hạnh, cha mẹ chết sớm, được người anh họ nhận làm con nuôi. Nhưng mà Chúa Ngài ban phước và Chúa Ngài đã tiến cử và đưa bà vào trong vị trí bà trở nên hoàng hậu của đế quốc Ba Tư trong lúc bây giờ. Và ngay cái thời điểm mà dân tộc của bà cần bà. Bởi vì có một người thù ghét người Giu-đa, người Do Thái, tên là Ha-man, đã dựng những cái trụ hình để treo cổ tất cả những người Giu-đa, bởi vì ông ghét Mạc-đô-chê là cha nuôi của Ê-sơ-tê và muốn tiêu diệt tất cả những người Do Thái. Và cảm ơn Chúa, trong cái thời điểm đó Ê-sơ-tê đã bước lên và bà đã chạy một cách hết sức là tuyệt vời cho cái công việc mà Chúa Ngài đã định cho bà ở trong cái thời điểm đó. Và bà đã cứu được dân tộc của mình, những người Giu-đa. Chẳng những được cứu, mà người Giu-đa sau đó được cái luật của vua mà bây giờ được giao trong tay Mạc-đô-chê và Ê-sơ-tê để viết lên một cái luật mới là tất cả mọi người phải yểm trợ những người Do Thái sống ở chung quanh của họ. Thật là phước hạnh mà Chúa Ngài ban cho Ê-sơ-tê đã bước lên và đã thay đổi cuộc chơi. Hôm nay chúng ta sẽ học về một người cũng đã được Chúa Ngài sử dụng để cứu dân tộc của mình ngay từ những ngày đầu khi dân tộc của ông còn ở trong trứng nước. Con người đó tên là Joseph mà chúng ta sẽ học đến trong ngày hôm nay. Điều mà chúng ta có thể nghe được từ nơi Joseph, cái sứ điệp của cuộc đời của ông là đừng từ bỏ ước mơ của mình. Đừng từ bỏ ước mơ của mình. Ở trong cuộc chạy đua, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, có những thời điểm, có những lúc chúng ta muốn đầu hàng, chúng ta muốn bỏ cuộc. Chúng ta có những giấc mơ trong đời sống, nhưng mà việc nó không xảy ra theo như chúng ta dự định hay là chúng ta có thể hình dung được. Chúng ta có những ngày mà chúng ta thấy muốn như bỏ cuộc, muốn đầu hàng. Có thể anh chị em đang kinh nghiệm điều này ở trong đời sống của mình. Mình muốn đầu hàng đối với hôn nhân của mình bởi vì nó khó quá. Mình muốn đầu hàng với các quan hệ trong đời sống của mình. Mình muốn rút lui ẩn cư một nơi nào bởi vì liên lạc và sống ở trong quan hệ với những người xung quanh nó phiền toái và nó có nhiều khê quá. Hay là trong công việc làm, anh chị đã đầu tư, các anh chị đã làm đủ mọi cách, nhưng mà dường như nó không có thăng tiến như điều chúng ta ao ước và chúng ta muốn bỏ cuộc. Ở trong chức vụ hầu việc Chúa của chúng tôi cũng có những ngày như vậy. Người ta nói rằng 95% mục sư ở tại nước Mỹ này, theo thống kê cho biết rằng họ không có một người bạn thân nào hết. Và tất cả cuộc đời của họ là phục vụ, cho ra. Nhưng mà rất là hiếm để có một cái người tín đồ đến để mời mục sư đi ăn một bữa ăn, có một cái lời khích lệ, đầu tư trở lại vào trong cuộc đời của vị mục sư đó. Cho nên 95% mục sư ở tại Mỹ này
là không có một cái người bạn thân nữa. Và cũng có những điều mà các mục sư không thể tâm sự xuống cho tín đồ của mình được. Bởi vì họ có thể bị vấp phạm khi mục sư chia sẻ những cái khó khăn. Mà nhìn lên thì cũng không có những cái người bạn hay là các mục sư lân cận để có thể tâm sự được. Cho nên họ rất là cô đơn. Họ rất là cô đơn. Ở trong chức vụ hầu việc Chúa, chúng tôi cũng có những cái ngày khó khăn mà chúng tôi đối diện ở trong cuộc sống. Anh chị em, có những ngày Chủ nhật khi tôi lái xe trên đường về, tôi muốn bỏ cuộc. Vì bị hiểu lầm về những cái công việc mà Chúa dạy mình làm, cái ước mơ Chúa Ngài đặt ở trong mình, cái qua chiêm bao, qua lời tiên tri, qua điều mà Chúa Ngài sai phái các tôi tớ của Chúa, những người xung quanh đến để nói vào trong cuộc đời của tôi. Không thấy nó thành sự thật. Nhưng mà lý do là bởi vì có những người họ chưa hiểu tới, họ chưa thấy. Và cũng có lẽ là lỗi của tôi, như chúng ta sẽ học ở tại Joseph, ông Joseph tới đây. Khi nghe những cái sứ điệp mà Chúa Ngài gửi đến với mình. Ví dụ có một người lái xe ngang cơ sở của chúng ta trên xa lộ 610. Quay đầu xe lại vì nghe tiếng của Chúa phán, ghé vào đây gõ cửa văn phòng và nói rằng: tôi không biết điều gì đang diễn ra tại đây, nhưng mà tôi nghe được tiếng phán của Đức Chúa Trời đến để nói và khích lệ ông là hội thánh ở tại đây một ngày sẽ có 7,000 tín đồ. Tôi vui mừng quá, và trong cái sự đơn sơ chạy đi khoe với các anh chị em khác. Thì trong đó có những người họ vui với tôi vì hội thánh của Chúa sẽ phát triển và đông người như vậy. Nhưng mà tôi không ngờ là có những người họ ghét tôi, bởi vì họ nói rằng đó, có những ước mơ giá tay, gọi là đưa tay quá tráng của mình. Hội thánh Việt Nam làm gì có một cái hội thánh nào mà có 7,000 người. Và bị chà đạp, bị chụp mũ trong những cái giây phút mà chúng tôi nói rằng: ô lại Chúa, sao con không làm một mục sư bình thường như các mục sư khác đi. Cũng có những lúc chúng tôi đối diện với những cái chụp mũ của những con người mà chúng tôi ngày hôm nay nhìn lại thì thấy rằng mình không biết tại sao họ ghét mình một cách vô cớ như vậy. Tôi là người dạy cho anh em ở trong hội thánh, đó là chúng ta phải thật là thanh liêm đối với vấn đề tiền bạc. Và tôi quyết định ở trong chức vụ của mình từ năm 1983, nhờ các anh em ở trong hội thánh ngay từ những ngày đầu tiên đó giúp đỡ để quản lý về tài chính, vì tôi không muốn đụng đến một đồng đô la nào ở trong tiền dân hiến của hội thánh. Nhưng mà khi họ chụp mũ, họ nói tôi chấm mút tiền bạc ở trong cái quỹ xây cất của nhà thờ để mua tivi lớn để ngồi ở nhà coi. Và nhiều cái lời mà tôi nói, anh chị em, có những ngày Chủ nhật sau khi nhóm với hội thánh và hầu vị Chúa xong thì tôi về và tôi muốn viết cái lá thư từ chức. Tôi nói thôi giao hội thánh lại cho cái người nào đó khôn ngoan và nghĩ rằng mình có thể quản lý hội thánh tốt hơn đi. Nhưng mà cảm ơn Chúa. Thứ hai thì nghĩ như vậy, nhưng mà cảm ơn Chúa. Thứ ba thì nhờ vào trong những lời khích lệ. Và Đức Chúa Trời Ngài sắm sẵn có những việc rất là đặc biệt. Có những người họ viết cái thiệp từ ngày thứ sáu, họ bỏ vào trong bưu điện và trong thùng thơ và bưu điện tải đến cho chúng tôi vào ngày thứ hai. Có những người họ viết những cái email mà họ không biết là tôi trải qua những giây phút như vậy. Và cảm ơn Chúa, những cái sứ điệp, những cái bức thư, những cái điện thư đó, nó động viên khích lệ tôi, và tôi đến ngày thứ ba là trỗi dậy, là quyết định tiếp tục cuộc đua của mình. Tôi muốn chia sẻ điều đó để khích lệ anh chị em có ai đó ở trong chúng ta tại đây là người đang muốn bỏ cuộc. Hãy nhớ sứ điệp về cuộc đời của ông Joseph tại đây là đừng từ bỏ những ước mơ của mình. Tiếp tục ở trong cuộc đua. Mặc dù nó có những sự khó khăn, nhưng mà hãy nhớ một điều, đó là có Chúa ở cùng, chúng ta sẽ chạy xong cuộc đua của mình và chúng ta sẽ thay đổi cuộc đấu. Amen anh chị em. Khi cuộc đời không diễn ra như chúng ta mơ ước, đừng bỏ cái ước mơ của mình. Có thể anh chị em có một cái ước mơ và nhìn thấy đó là hôn nhân của mình.
ôi khi mà hai trái tim vàng mà hợp lại với nhau rồi đó, dù ở trong túp liều tranh cũng hạnh phúc nữa. Nhưng mà hai trái tim khi ráp lại với nhau nhìn thì nó không phải là hai trái tim vàng, mà nó bằng bạc, bằng chì gì đó. Cho nên hợp lại với nhau, bây giờ cái túp liều tranh ở nó bị mưa dột, cho nên mình cảm thấy ô, hôn nhân của mình chắc là không phải theo ý của Chúa rồi. Không anh chị em, hãy tiếp tục chạy cuộc đua của mình. Hôn nhân của anh chị em sẽ được Chúa Ngài ban phước. Vì ai mà Đức Chúa Trời Ngài đã hiệp tác lại, Ngài đã tác hợp, thì loài người trở nên phân rẽ. Trong cuộc đời của chúng ta, có những lúc chúng ta thấy khó quá. Ông Joseph là người lý tưởng nhất để có thể khích lệ chúng ta, là những người gặp những cái trở ngại ở trong cái cuộc chạy đua của mình và muốn bỏ cuộc. Thì cái sứ điệp của ông có thể nói với chúng ta đó là đừng bỏ những ước mơ của mình. Joseph là con thứ 11 của Gia-cốp, là người sanh ra cho cha của mình ở trong cái thì giờ thời điểm ông đã lớn tuổi. Và Joseph được sanh ra bởi người vợ mà Gia-cốp muốn cưới lúc ban đầu. Nhưng mà cha vợ của ông thì rất là mánh lưới. Ở trong cái ngày hôn lễ động phòng qua chúc, thì ông đẩy cô chị vào thay thế vị trí cô em là người mà Gia-cốp yêu mến. Chúng ta nhớ thời đó thì không có đèn, không có điện giống như chúng ta ngày hôm nay. Sáng ra, ông Gia-cốp ông giật mình bởi vì đây là cô chị chứ không phải là cô em. Thì ông đến và ông phân bua việc này. Thì cha vợ của ông là La-ban đã nói rằng phong tục của xứ của cậu là như vậy, của cha là như vậy. Không bao giờ gả cô em trước cô chị được hết. Cho nên nếu con muốn cô em ở rể thêm 7 năm nữa, đã ở rể, chịu ở rể 7 năm để được cưới rồi, bây giờ được giao cho cái người mà mình không có yêu. Sáng ra mới khám phá và biết, mà Kinh Thánh còn cho biết nữa là Lea có con mắt hơi yếu, không biết là bả lé hay là cái gì đó. Sáng nhìn qua và thấy rằng ồ, đây không phải là Rachel của mình. Và Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta rằng ông bằng lòng ở rể thêm 7 năm nữa, và ông coi 7 năm như chỉ một vài ngày bởi vì ông yêu Rachel. 10 đứa con đầu do Lea sanh ra và những người con đòi của Lea. Rachel sanh cho Gia-cốp cái đứa con trai đầu lòng của bà là Joseph, cho Gia-cốp ở trong lúc tuổi già. Cho nên Gia-cốp thương Joseph một cách rất là đặc biệt, thương hơn các anh của ông. Ở đây cũng là một cái lỗi lầm của người lớn mà Joseph lãnh đủ. Đây cũng dạy chúng ta một cái bài học bên lề của đề tài mà chúng ta học ở đây, đó là trong gia đình chúng ta đừng tỏ ra, hay là trong cái cách cư xử chúng ta, mà chúng ta thương đứa con này hơn đứa con khác, mà tất cả đều phải thương một cách đồng điệu. Bằng không chính chúng ta gài ở trong gia đình của chúng ta những cái trái mìn nổ chậm. Vì nó sẽ tạo nên cái sự ganh ghét. Khi chúng ta phân biệt đối xử đứa này thì chúng ta chiều chuộng, chúng ta thương nó nhiều hơn, chúng ta hậu đãi nó nhiều việc hơn là cái đứa kia, thì chúng ta biết rằng chúng ta vô tình chúng ta tạo nên một cái sự ganh tị ở giữa những đứa con của mình. Nên trong cuộc đời tôi học được cái gương của vết xe đã đổ của gia đình của Gia-cốp tại đây, và chúng tôi luôn luôn nhắc nhở chính mình là yêu tất cả những đứa con của mình bằng nhau. Lúc nhỏ khi các cháu lớn lên thì nó luôn tìm một cái câu hỏi để gài bẫy ba, đó là ba thương đứa nào nhất. Thì tôi nói rằng ba thương chị hai nhất là bởi vì chị hai là con đầu lòng của ba mẹ. Ba thương chị ba nhất là bởi vì chị ba được sanh ra là con thứ nhì của ba, và nó
cái dốc dáng nó cũng giống như bà, to con giống như bà. Rồi ba thương chị ba cũng chị Tư cũng giống như vậy, là bởi vì chị Tư cũng là đứa con mà ba yêu nhất, ba thương nhất, bởi vì lúc mà sanh ra đó thì ba mẹ ở trong cái thời gian đó Hội Thánh chưa có giúp đỡ mua được bảo hiểm, cho nên không được sanh ở trong bệnh viện. Tư giống như là hai chị của mình bây giờ phải sanh ở trong bệnh viện của Harris County. Cho nên ba thương chị Tư nhất ở trong nhà. Rồi xong rồi khi hai chú trai sanh ra thì ba cô gái lại đặt cái câu hỏi, bây giờ chắc là ba mẹ cũng kiếm một đứa con trai cho nên mới có được ba đứa con gái. Và bây giờ sanh ra được đứa con trai chắc là ba thương nó lắm. Ba thương Samuel nhất là bởi vì Samuel là đứa con trai mà Chúa nghe đáp lời cầu nguyện của ba mẹ. Rồi xong đến chú Út thì chú Út là người ba thương nhất là bởi vì nó là con út của ba mẹ. Bởi vì mỗi đứa con có một nét, một vẻ khác nhau. Nó có những cái nét đặc biệt mà tôi không thể nào đổi đứa con đó cho một cái điều gì khác. Thì cũng vậy anh chị em, chúng ta cần phải tập trung và nhớ cái điều đó, là chúng ta phải thương con của một cái đồng điều. Còn bằng không thì chúng ta làm cho vấn đề nó thêm cái sự khó khăn. Gia Cớp là đứa con thứ 11 ở trong gia đình. Các anh ganh ghét Joseph là bởi vì cha yêu Joseph hơn các anh của mình. Khoảng thời gian mà Joseph được Chúa ngài ban cho một cái giấc mơ, một cái thời gian bắt đầu thay đổi cuộc đời của ông. Cái giai đoạn này chứa đầy những cái hoài nghi, nghịch cảnh, thay đổi và bất ngờ. Ở trong suốt quá trình này thì ông cũng như chúng ta sẽ thường xuyên phải đối mặt với những tình thế khó xử ở trong đời sống của chúng ta. Và ngay trong những giây phút đó chúng ta có thể ở trong cái tình trạng chúng ta muốn bỏ cuộc, chúng ta đặt cái câu hỏi là mình có nên đi tiếp hay không. Vậy sứ điệp mà Joseph muốn nhắc nhở chúng ta là đừng từ bỏ ước mơ của chúng ta. Bởi vì Chúa ngài cho ông Joseph được một điều mà xin Chúa ngài cũng ban cho mỗi một chúng ta. Đó là Chúa cho ông thấy được khi ông về đến cái điểm đích, ông đến cái điểm, cái vạch cuối cùng của cuộc chạy đua của ông, Chúa cho ông thấy cái điều đó trước. Những chi tiết thì Chúa ngài không bày tỏ ra. Và chúng ta đến với lời của Chúa trong Sáng Thế Ký chương 37, câu 5 và câu 7 ghi lại cho chúng ta. Một đêm kia, Joseph nằm mộng và thuật lại cho các anh nghe nên họ càng thêm ganh ghét. Joseph nói, xin nghe em kể giấc mộng mà em đã thấy. Khi chúng ta đang bó lúa ở ngoài đồng thì bó lúa của em vươn dậy, đứng thẳng lên. Còn những bó lúa của các anh đều tụ hợp chung quanh và cúi rạp xuống ở trước bó lúa của em. Chúa cho ông biết là một ngày Chúa sẽ đặt ông ở trong vị trí của một người có thẩm quyền rất là cao, đến độ các anh của ông cũng phải cúi xuống khi ra mắt ông. Đó là cái điểm cuối cùng mà Chúa ngài bày tỏ cho ông thấy cái ước mơ, cái khải tượng và cái sự hiện thấy mà Chúa ngài đã cho. Và Joseph đã thấy được điều đó. Nhưng như Joseph, chúng ta biết những cái giấc mơ trong đời sống đến từ Chúa. Nhưng nếu chúng ta không chọn đúng thời điểm để chúng ta chia sẻ và chia sẻ đúng người, thì thay vì chúng ta được họ khích lệ, thì vì lòng ganh ghét, người ta có thể tìm cách để diệt chúng ta. Nếu có người ở trong cái ích kỷ và cái bản chất tội lỗi của con người, chúng ta ích kỷ lắm, mình không muốn ai hơn mình. Ông chị em ở xa thường hay nhắc tôi, ông hồi xưa không có cô ca sĩ nào khen cô ca sĩ khác. Anh chị em để ý chúng ta thấy được đó. Không có một nữ ca sĩ nào mà đứng lên và nói rằng ôi cái chị đó hát hay hơn tôi vô cùng.
ca sĩ nào cũng muốn là mình là số một, còn tất cả những ca sĩ khác là ca sĩ quèn, ca sĩ gì đó. Đó là bản chất của con người chúng ta. Có một vị mục sư nói rằng con người và luôn cả đáng tiếc, điều này đáng lý nó không xảy ra nhưng mà trong nhà thờ cũng có. Đó là người ta giống như những con cua bị bắt bỏ trong cái rọ. Con nào mà nó bò lên sắp sửa ra khỏi được cái thành của cái rọ để nó có thể rớt ra bên ngoài, để nó có thể tìm sự tự do của nó, thì các con kia đưa càng của mình lên kẹp lôi nó xuống. Giận mặt à, muốn đi một mình à, ở đây chết chung chứ. Đây là điều đáng tiếc. Đáng lý ra chúng ta phải như những người ở trong gia đình, một cái gia đình tốt đẹp. Gia đình của Gia-cốp tại đây chúng ta biết rằng ở trong tiếng Anh dùng cái chữ là dysfunction. Nó không phải là một cái gia đình lý tưởng như lời của Chúa dạy. Đáng lý ra các anh của Joseph khi nghe em của mình được Đức Chúa Trời cho một cái khải tượng như vậy về tương lai của nó thì xúm lại để giúp đỡ chứ. Nhưng mà không. Chúng ta thấy ở tại đây, chúng ta xem tiếp câu số 19 và 20 để chúng ta thấy. Một ngày kia ông Joseph, ông được cha sai đi vào trong cái nơi mà các anh đang chăn chiên. Thì câu 19 chép cho chúng ta biết, họ thấy Joseph thì họ bàn với nhau, thằng nằm mộng đến kìa. Nào, chúng ta hãy giết nó đi, ném xuống một cái hố nước nào đó và nói rằng nó đã bị thú dữ xé xác, rồi xem các giấc mộng của nó sẽ đi đến đâu. Anh chị em thấy không? Thay vì cái giấc mộng hay là cái ước mơ của Joseph được các anh yểm trợ, thì họ muốn giết cái người nằm mơ này. Họ đặt cho ông cái tên đó là cái thằng nằm mơ đang đến. Nào, chúng ta hãy giết nó đi, ném nó xuống một cái hố nước nào đó. Vì mục tiêu của họ là rồi xem các giấc mộng của nó sẽ đến đâu. Anh chị em, Joseph có được một cái giấc chiêm bao thật đến từ Chúa. Ông chia sẻ với các anh là những người ganh ghét. Họ càng thêm ghét Joseph. Anh chị em lui trở lại câu số 4 để chúng ta thấy điều này. Khi các anh thấy cha thương Joseph hơn họ, thì sanh lòng ganh ghét và không thể nói năng tử tế với cậu được. Một đêm kia Joseph nằm mộng và thuật lại cho các anh nghe, nên họ càng thêm ganh ghét. Chúng ta thấy Joseph có một chiêm bao thật đến từ Chúa, rất là chính xác. Bây giờ từ bên phía bên này của câu chuyện chúng ta nhìn lại, thì chúng ta thấy nó đã xảy ra đúng như điều mà Chúa cho ông thấy ở trong giấc chiêm bao. Nhưng mà trong lúc đó anh chị em suýt một chút đã đi về một hướng khác hoàn toàn, ngược lại hoàn toàn. Và đọc sáng thế ký 37 chúng ta thấy họ làm một cái công việc mà nếu tình người giữa loài người với nhau thôi đó, mà người ta làm cho nhau thì chúng ta thấy rằng đã không chấp nhận được rồi. Bây giờ anh cùng cha khác mẹ đối xử với em của mình một cách tệ hại nhất mà chúng ta có thể thấy được. Giết chết một cái thì nó đau một cái rồi nó qua đi. Nhưng mà bán em của mình để trở nên nô lệ nơi xứ người là một cái đối xử rất là tàn tệ. Nhưng Joseph vẫn có một sứ điệp với chúng ta là đừng bỏ cuộc. Đừng từ bỏ giấc mơ của mình. Bởi vì Chúa Ngài sẽ làm thành khi chúng ta trung tín bước đi với Chúa. Tôi cảm nhận rằng sứ điệp này Chúa dành cho ai đó đang muốn đầu hàng, muốn bỏ cuộc. Nhưng hãy nghe người đã thay đổi cuộc đấu, một con người đã chạy xong cuộc đua, nói với chúng ta rằng đừng đầu hàng, đừng bỏ cuộc. Chúa có chương trình lớn.
qua đời sống của chúng ta biết đâu chừng Chúa cứu dân tộc của mình. Cá nhân tôi có một lần mà tôi định bỏ cuộc. Khi chúng tôi cùng với gia đình của người bác thứ năm và người cô Út, cộng với mấy anh họ ở trong gia đình, chúng tôi vượt biển. Sau 2 tuần lễ ở tại Rạch Giá, rồi người ta đưa vào ở trong một cái nhà chòi ở tại Tắc Ráng, nằm ở dưới đất để trốn né, để chờ ngày mình xuống tàu để mình có thể ra khơi. Đến cái ngày thời điểm đến thì người ta nhét người vào đông chật hết, cho nên gia đình người bác thứ năm và người cô Út của tôi thì họ được xuống tàu. Còn tôi và các anh họ đứng ở trên bờ khi tàu đẩy ra và chạy. Vì vắng mặt ở tại Tân Châu một cái thời gian dài như vậy, khi chúng tôi trở về thì công an gọi lên làm việc, gọi ghép chúng tôi vào trong cái tội. Vì lúc bây giờ có nhiều thanh niên ở trong cái vùng của chúng tôi, họ đi vào ở trong đưng điền, họ vào trong đồng. Lúc đó là cái danh từ họ gọi là những người muốn gia nhập vào trong cái đoàn kháng chiến. Thế nên họ hỏi có phải ở trong những ngày qua anh cũng đi với nhóm người đó hay không. Chúng tôi bị bắt, bị còng và họ đòi xử chúng tôi. Và cảm ơn Chúa. Ở trong giây phút dường như khó khăn đến quá sức của mình, chúng tôi định bỏ cuộc, thì có những người thân thương ở trong gia đình đến để chia sẻ, khích lệ tôi rằng hãy tìm cách đi lần thứ nhì. Và cảm ơn Chúa. Nếu tôi bỏ cuộc thì quý ông bà anh chị em không có mục sư Khánh đang đứng ở tại đây. Các con của tôi không có cơ hội để tiến thân như chúng nó đã được sanh ra ở tại nước Hoa Kỳ này và đang tiến thân và được đứng vào trong những vị trí mà hữu ích cho xã hội và công việc nhà của Chúa. Cho anh chị em, cá nhân tôi và tôi tin rằng Joseph cũng muốn nhắc nhở chúng ta một điều là dù hoàn cảnh nó có khó khăn như thế nào, đừng bỏ cuộc. Đừng bỏ cuộc. Hãy mang theo ước mơ suốt con đường của mình. Tôi tin Joseph muốn truyền đạt lại với chúng ta một số những cái bí quyết, những cái nguyên tắc để giúp cho chúng ta, khích lệ chúng ta chạy xong cuộc đua của mình. Vì tất cả những người đã chạy xong cuộc đua, đang chứng kiến cuộc chạy của chúng ta đó, họ rất muốn hết thảy chúng ta đều sẽ chạy xong cuộc đua của mình. Họ không muốn ai thất bại, họ không muốn ai bỏ cuộc hết. Điều thứ nhất mà chúng ta có thể thấy đó là đừng từ bỏ ước mơ của bạn ngay cả khi bạn khởi đầu không được tốt. Giấc mơ của Joseph sớm đến với ông khi ông 17 tuổi. Và lúc 17 tuổi, ông thấy cái điều này, ông phấn khích quá. Ông chạy, ông đi chia sẻ với các anh của mình. Các anh đã ghét rồi, bây giờ thấy ông nói cái này. Ồ, như vậy thì cái giấc mơ của mày cho thấy rằng một ngày thì mày sẽ cai trị ở trên chúng tao à. Rồi cái giấc mơ thứ nhì mà Chúa cho ông thì các ngôi sao cúi xuống ở trên ông, rồi là mặt trời và mặt trăng nữa. Thì lúc bây giờ cha của ông là Gia-cốp là nói, ồ, như vậy thì mẹ mày và tao cũng sẽ phải cúi xuống ở trước ngôi sao của mày. Ông chia sẻ hơi sống. Vì ông lúc đó mới có 17 tuổi. Anh chị em ở trong cuộc đời đi theo Chúa của chúng ta xin Chúa ngài giúp đỡ chúng ta để chúng ta có cái sự khôn ngoan. Nhưng mà sự khôn ngoan thì nó không thể đến với chúng ta trong một cái giai đoạn ngắn được, mà nó phải là một cái chuỗi ngày của những thất bại để chúng ta rút kinh nghiệm. Và sự khôn ngoan, kinh nghiệm của chúng ta nó sẽ đưa chúng ta đi những chặng đường còn lại. Joseph sau khi lập tức chia sẻ như điều đó với gia đình thì ông đã gặp nhiều phiền phức. Nếu anh chị em có chia sẻ những gì Chúa cho mình thấy, hãy tìm những người trưởng thành ở trong Chúa. Những người mà chúng ta biết họ yêu thương chúng ta. Và họ sẽ rất vui khi chúng ta, họ thấy chúng ta thành công. Và tôi tin rằng trong đại gia đình của Chúa tới đây, sau những gạn lọc của Chúa, thì anh chị em có thể tâm sự với những người trong hội thánh ngày hôm nay. Bởi vì chúng ta đã học được bài học. Chúng ta là cùng trong đại gia đình của Chúa và Chúa là cha của chúng ta.
Chúng ta vui khi anh em chúng ta thành công. Chúng ta vui khi thấy họ kết quả trong sự hầu việc Chúa. Bởi vì điều đó có nghĩa là nhiều người được cứu, nhiều người được phước của Chúa. Amen anh chị em. Tôi tin rằng Joseph khuyến khích chúng ta đoạt lại giấc mơ của chúng ta mà có thể chúng ta đã bỏ rơi. Một lần nữa chúng ta nhận nó trở lại để chúng ta có thể chạy trong những bước kế tiếp của chúng ta. Cảm ơn chị em. Trong kinh nghiệm hầu việc Chúa và qua lời của Ngài, tôi xin báo cho anh chị em biết chúng ta có một kẻ thù chung, đó là Satan. Là kẻ không muốn chúng ta thành công ở trong cuộc chạy của mình. Và nếu nó không làm trực tiếp thì nó sẽ sử dụng những người xung quanh để đến và ngăn trở chúng ta. Một trong những cái cách mà Satan làm đó là nó ngày đêm lên án chúng ta. Lời của Chúa cho chúng ta biết rằng Satan là kẻ cáo trách hay là xin lỗi lên án anh chị em của mình. Nó có thể đến nó nói ở trên lỗ tai của chúng ta, bên lỗ tai của chúng ta ngày và đêm, khi nó lên án chúng ta, khi nó chà đạp chúng ta, người không xứng đáng đâu. Và nó muốn xúi dục chúng ta để chúng ta tủi thân và bỏ cuộc chạy của chúng ta. Chậm xuống. Đi nhà thờ thờ phượng Chúa thì cũng hát thường thường thôi. Làm cái gì mà tha thiết dữ như vậy? Đâu có cần phải hát to như vậy, bởi vì Đức Chúa Trời đông lỗ tai của Ngài đâu có điếc đâu mà mình phải hát to như vậy. Chậm lại. Anh chị em, chúng ta nghe lời của Satan là chúng ta thất bại. Chúng ta hát lớn tiếng không phải vì Chúa Ngài điếc, mà chúng ta phải hát lớn tiếng chúng mới nghe được. Nhưng mà chúng ta hát lớn tiếng để chúng ta bày tỏ hết cả tấm lòng của chúng ta. Khi chúng ta yêu một người nào đó, chúng ta không thể nói yêu để trong lòng rồi gặp thì chúng ta cũng không nói được một lời. Không, yêu một người chúng ta muốn nói cho người đó biết. Mấy anh có nhiều khi tập dượt để làm sao nói được cho nàng biết là anh yêu em. Nó rung quá, có nhiều khi đi dấp một cái quên không biết mình định nói với cô nàng cái gì. Nhưng mà nếu có thể nói được thì sẽ nói lớn tiếng rằng anh yêu em. Khi chúng ta yêu Chúa, hãy bày tỏ ra cho Chúa chúng ta yêu Ngài đến cỡ nào. Và đáng lý chúng ta phải yêu Chúa bằng hết cả linh hồn, hết cả sức lực của chúng ta, hết cả trí của chúng ta. Yêu Chúa bằng cả hết sức của chúng ta. Ở đây chúng ta thấy yêu nó nằm ở trong tim, nhưng mà tại sao? Bởi vì nó bày tỏ ra. Cho nên yêu hết sức là như thế nào? Chúng tôi thường quan sát để biết một người yêu Chúa đến cỡ nào. Tôi quan sát xem anh chị em dự phần và anh chị em nhập cuộc vào ở trong sự ngợi khen Chúa như thế nào. Bởi vì cái cách ngợi khen của anh chị em nó nói lên anh chị em ở trong lúc đó anh chị em yêu Chúa như thế nào. Để ý đi, những người mới yêu, những người mới cưới nhau, anh chị em thấy đó là lúc nào họ cũng muốn ngồi gần hết đó. Còn những người mà yêu nhau lâu năm rồi, rồi có năm ba mặt con rồi đó, thì có nhiều lúc không chịu ngồi gần người ta, khuyến khích người ta nói rằng sao không ngồi gần bả đi, không ngồi gần ổng đi. Thì câu trả lời là ngồi gần nhiều năm rồi. Còn lúc mà mới yêu nhau, mới cưới nhau, ôi muốn tìm đủ mọi thì giờ mà mình có thể cơ hội mình được để ngồi gần một chút xíu. Cách chúng ta thờ phượng Chúa cũng bày tỏ ra cho chúng ta là chúng ta yêu Chúa đến cỡ nào. Đừng ngụy biện nó là ôi tôi yêu Chúa trong lòng mà mục sư không thấy đâu. Nếu có thật ở trong lòng nó sẽ bày tỏ ra. Vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra mà anh chị. Nó muốn chúng ta bỏ cuộc. Đúng, không ai xứng đáng cả. Không ai là hội đủ điều kiện cả. Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời, Ngài sẽ làm cho chúng ta xứng đáng và Ngài sẽ làm cho chúng ta hội đủ điều kiện. Kinh Thánh cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã từng sử dụng những người giết người như Mô-xe. Giết người rồi bỏ chạy vào ở trong sa mạc. Trốn ở trong đó 40 năm sau, Đức Chúa Trời vẫn đến với ông
kêu gọi ông sự chú ý của ông bằng bụi gai trái và nói với ông về kế hoạch của Ngài, đó là Ngài muốn sử dụng ông để giải cứu dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập. Ngài đã từng sử dụng kẻ phạm tội cướp vợ của người, chẳng những cướp vợ mà còn bày ra một cái bẫy để đưa người chồng của người ta đi ra cái trận chiến, mà cái nơi mà nóng bỏng nhất, để quân thù có thể giết chết cái người chồng này, để ông có thể cướp vợ của người này. Đó là David. Đức Chúa Trời, Ngài đã từng sử dụng cái người ương ngạnh không chịu nghe lời của Chúa, mặc dù Chúa Ngài bảo đi để rao giảng cho một cái thành biết rằng Ngài sẽ hủy diệt nó nếu nó không ăn năn. Chúa bảo đi đến thành Ninive, ông xuống thuyền, ông đi ngược chiều trở lại đến Tarsis. Chúng ta thấy đó là Jonah. Đức Chúa Trời đã sử dụng kẻ từng tàn hại hội thánh của Chúa là Phao-lô. Chúng ta nghe ông nói ở trong Phi-e-rơ thứ nhất chương 1 câu 12, 13 như thế nào. Tôi cảm tạ đấng ban năng lực cho ta là đấng Christ Giê-xu Chúa chúng ta, vì Ngài đã xét ta là trung tín và chỉ định ta phục vụ Ngài. Dù trước đây ta vốn là kẻ phạm thượng, bắt bớ, sắc láo, nhưng ta đã nhận ơn thương xót vì lúc ấy đã hành động một cách ngu muội do lòng vô tín. Ý của Phao-lô muốn nói rằng Chúa đã biến đổi cuộc đời của tôi và Chúa sử dụng tôi. Cảm ơn Chúa. Để thứ hai, chúng ta có thể nghe Joseph khích lệ chúng ta, đó là đừng từ bỏ giấc mơ ngay cả khi gia đình không ủng hộ. Kinh Thánh nói rằng khi Joseph kể với gia đình về giấc chiêm bao của ông, thì cha của ông trả lời: điềm chiêm bao con thấy đó có nghĩa gì? Chẳng lẽ cha mẹ con và các anh của con sẽ đến sắp mình xuống đất ở trước mặt con sao? Gia đình khước từ. Rõ ràng là Joseph không nhận được sự trợ giúp từ nơi gia đình. Mặc dù như vậy, nếu được gia đình giúp đỡ thì tốt biết mấy, phải không chị em? Và nhờ học vào ở trong những cái nguyên tắc mà chúng tôi đã thấy cái vết xe đã đổ này, cho nên chúng tôi dạy dỗ các con ở trong gia đình, đó là chúng ta bằng mọi giá yểm trợ cái sự kêu gọi và cuộc chạy đua của những người trong gia đình của mình. Sáng nay một sư xem cũng chia sẻ với lễ tiếng Anh, đã nhận được sự khích lệ của các chị, của ba mẹ như thế nào để có thể bước vào ở trong sự hầu việc Chúa. Ông biết ơn Chúa vì điều Chúa Ngài đã sử dụng gia đình. Nên ông cũng nói một điều mà chúng tôi có thể cảm nhận được trong giọng nói, và cũng có thể nghe được cái sự phản ứng trong hội chúng, đó là ông cũng nhìn nhận một cái sự thật là không phải tất cả gia đình đều có một cái tinh thần như vậy. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta sẽ bước một cách vững tiến, bước tới, và đừng để giấc mơ của chúng ta bị mất đi cả khi gia đình không ủng hộ chúng ta. Thật là khó để chúng ta nắm giữ giấc mơ của mình khi gia đình không chịu hiểu mà còn chống đối mình. Chán nản bởi vì bị ruồng bỏ, khước từ của gia đình, của bạn bè là điều rất là khó để chúng ta có thể đối diện được. Nhưng mà không phải là việc bất thường, vì việc này nó thường xảy ra, phải không chị em? Luôn cả Đức Chúa Giê-xu cũng đã đối diện với việc bà con ở trong thành của mình, ở trong làng của mình đã khước từ Ngài. Mác chương 6 câu 3 đến câu 4 chép: chẳng phải ông này là người thợ mộc, con trai Mary, anh của Gia-cơ, Giô-suê, Giu-đe và Si-môn đó sao? Các em gái ông chẳng phải đang ở đây với chúng ta sao? Và họ vấp phạm vì Ngài. Câu số 4: nhưng Đức Chúa Giê-xu phán, nhà tiên tri không bị khinh dễ ngoại trừ giữa quê hương bà con và gia đình của mình. Chính Đức Chúa Giê-xu cũng bị quê hương bà con của mình khước từ. Ngài vẫn tiếp tục chạy cuộc đua và thánh vụ của Ngài trên đất này. Và vì dân chúng không tin cho nên Chúa bỏ đi thành khác để Ngài thực hiện công việc.
Anh chị em, khi giấc mơ của chúng ta đến từ Chúa, thì nó sẽ giữ lấy chúng ta khi chúng ta cảm thấy không thể giữ nó được. Bởi vì điều mà Chúa cho Joseph thấy cái bức ảnh cuối cùng, khi được ứng nghiệm là giây phút mà các anh của ông, trong hình ảnh của các bó lúa, đã cúi xuống trước bó lúa của ông, các anh sẽ có một ngày ra mắt ông. Ở trong cái khung cảnh nào đó, ông chưa được biết một cách chi tiết, nhưng mà ông biết rằng ngày đó sẽ đến. Và tôi tin rằng chính cái khải tượng đó, chính cái giấc mơ đó, nó như một cái sợi dây vô hình giữ ông để qua những cái giây phút mà dòng nước chảy xiết, ông không bị cuốn đi, nhưng mà ông có thể vượt qua bờ bên kia bởi vì ông nắm vững khải tượng mà Chúa Ngài đã ban cho. Thứ ba, đừng bỏ ước mơ ngay cả khi hành trình của chúng ta đầy những bất ngờ. Tôi muốn nhắc nhở anh chị em một điều. Khi anh chị em nghe một lời tiên tri, khi anh chị em nhận được một chim bao từ nơi Chúa và Chúa Ngài cho anh chị em biết cái điều lớn lao Chúa muốn làm trên đời sống của anh chị em, hãy nhớ một điều này. Không bao giờ có một cách trọn vẹn từ điểm A sang điểm B như là một con đường thẳng được. Nhưng mà nó sẽ có những lúc lên dốc và có những lúc xuống dốc. Hãy nhớ một điều tôi nói và chia sẻ với anh chị em này, và theo nguyên tắc của lời Chúa để chúng ta vững vàng. Roma chương 8 câu 28 chép, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là những người được gọi theo ý định của Ngài. Tôi khuyến khích anh chị em để ý đến bốn chữ đầu tiên. Chúng ta biết rằng. Anh chị em có biết như vậy không? Anh chị em có biết là mọi sự hiệp lại làm ích cho những người yêu mến Chúa không? Để ý đến cái cụm từ chúng ta biết rằng, đáng lý chúng ta biết cái điều đó. Tại sao lời của Chúa nhắc nhở chúng ta là chúng ta biết rằng? Bởi vì chúng ta rất là dễ quên. Người khác mà họ gặp cái sự khó khăn thì chúng ta chạy đến chúng ta tặng cho họ cái câu này và chúng ta nói mạnh lắm. Mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Chúa, cho nên cứ vững tin. Nhưng mà đến phần của chúng ta đó, Chúa ơi, tại sao? Sao con bất hạnh ở trong hội thánh này thì con là khổ nhất, ở trên đời này thì con là khổ nhất. Mà chúng ta khóc lóc, chúng ta kêu Chúa ơi suốt ngày. Nhưng mà xin Chúa Ngài cho để ngay bây giờ chúng ta, xin Chúa Ngài ghi khắc trong lòng của chúng ta biết rằng mọi sự là bao nhiêu sự anh chị em? Trong đó có vui không? Có buồn không? Có những lúc chúng ta bị chụp mũ không? Có những lúc chúng ta bị ruồng rẫy không? Mọi sự. Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại thì làm ích. Không phải tất cả mọi sự đều tốt, nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài có thể gom mọi sự lại để làm ích lợi cho chúng ta. Nếu có người có đủ mọi lý do để bỏ cái giấc mơ, cái ước mơ của mình, thì Joseph là con người đó. Nhưng mà không, anh chị em để ý đến những điều ông trải qua. Ông bị gia đình hiểu lầm, ông có thể từ bỏ giấc mơ ngay chỗ đó. Bị các anh bán làm nô lệ, chúng ta thấy ông cũng có thể từ bỏ cái giấc mơ. Sống ở một đất nước xa lạ, mà không phải sống một cách bình thường, mà sống ở trong cái vai trò của một người nô lệ ở xứ xa, thì chúng ta thấy rằng đáng để ông có thể từ bỏ cái giấc mơ của mình. Được ơn ở trong nhà của Potiphar, lúc đó ông có thể, ta có thể tiếp tục. Nhưng mà rồi chúng ta thấy bị vợ của Potiphar vu khống. Bởi vì Joseph rất là đẹp trai. Cái bà này thì bà, Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta là mỗi ngày, anh xem cái cám dỗ mà nó lâu lâu đến một lần thì mình cũng có thể dễ thắng không? Lúc đó mình chỉ lờ đi, mình chạy đi chỗ khác là được. Đằng này là cái bà chủ mà mình không chạy xa được bởi vì làm nô lệ trong nhà. Vợ của Potiphar, Kinh Thánh ghi lại chúng ta là bà mỗi ngày. Bà đến bà dụ dỗ Joseph, và Joseph rất đẹp trai. Kêu nằm cùng bà. Một ngày kia nó nóng bỏng quá. Bà chạy đến
bà chụp lấy Joseph, kêu đến nằm cùng bà. Joseph làm công việc là ông tuột áo ông chạy. Thì ông chạy thoát ra được đó, nhưng mà ông để lại một cái tăng chứng mà chúng ta biết rằng bà có thể vu khống ông một cách rất là rõ ràng. Đây nè, cái áo của nó nè. Nó đến nó cởi áo muốn hãm hiếp tôi, mà bây giờ tôi la làng lên. Bà nói với chồng của bà như vậy, cho nên nó bỏ chạy. Tăng chứng rành rành tới đây, nó để lại cái áo của nó tới đây. Chắc lúc đó rất là dễ để Joseph có thể nghĩ đến vấn đề từ bỏ cái ước mơ của mình. Rồi chẳng những như vậy, bị xử tội và bị ném vào trong ngục. Ông có thể muốn từ bỏ. Nhưng mà khi vào trong ngục thì lại được cất nhắc và lo cho công việc trông nom cai quản các tù nhân khác. Này được khích lệ, mình có thể tiếp tục giữ cái ước mơ của mình. Nó gần gần giống rồi đó. Rồi trong tù, ông giải mộng cho quan tù chánh. Thì chúng ta thấy khi ông được thả ra, ông quên ông Joseph. Bị lưu lại trong ngục thêm 2 năm nữa. Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Mà bây giờ thêm 2 năm, tức là gần hơn 700 ngày nữa. Ông tiếp tục ở trong cái chỗ đó. Chắc là ông cũng có thể có nhiều lý do để có thể từ bỏ ước mơ của mình. Rồi ông lại được cơ hội để giải thích giấc mơ cho Pharaoh. Mình có thể tiếp tục giữ cái ước mơ của mình, bởi vì mình biết đâu chừng mình được ơn ở trước mặt vua Pharaoh thì sao. Và cuối cùng trở thành người đứng thứ hai ở trong quân đội của Ai Cập. Và Pharaoh nói rằng, ngoài trẫm ra, ngươi là người có cái quyền ở trên cả nước Ai Cập này. Dễ cho ông có thể tiếp tục. Nhưng mà chị em để ý đến đây. Cái hoàn cảnh và cái cơ hội để Joseph bỏ cuộc, nó nhiều gấp đôi với những giây phút mà ông được khích lệ để tiến lên. Ở đây là vấn đề mà chúng ta cần nhớ ở trong đời sống của chúng ta. Có người nói, chúng ta có thể tin cậy Chúa vì Chúa ở bên chúng ta. Vì Chúa quá nhân từ đến độ không thể tàn nhẫn được. Chúa quá thông thái đến độ không thể nhầm lẫn được. Khi tôi không thể tìm thấy bàn tay của Ngài, tôi có thể tin vào trái tim của Ngài. Vì Ngài yêu chúng ta. Khi ở giữa cái cơn lốc của cuộc đời, nhiều khi bụi nó bay tóc lên, chúng ta không thấy được cánh tay của Chúa, nhưng mà chúng ta có thể cảm nhận được trái tim của Ngài ở giữa cái khung cảnh, vì chúng ta biết rằng Chúa yêu chúng ta. Ngay khi cuộc sống xử tệ với chúng ta, thì hãy nhớ một điều, đó là đừng từ bỏ ước mơ của chúng ta ngay cả khi mất một thời gian dài để nhận được điều đó. 17 tuổi nhận được cái giấc mơ này. Năm ông 40 tuổi, ông mới được cất nhắc để làm quan ở trong đế quốc Ai Cập. 23 năm, dài lắm phải không chị em? Nhưng mà cảm ơn Chúa, mặc dù một thời gian dài trải qua, nhưng mà ông đã nhận được, vì ông trung tín, đứng đúng vào trong vị trí và tiếp tục đeo đuổi ước mơ của mình. Giữ tấm lòng của ông trong sạch trước mặt Chúa, không để mình phạm tội. Và ông kính sợ Chúa và được Chúa Ngài ban ơn, cho nên Chúa Ngài khiến cho những gì tay của Joseph đụng đến đều được thành công. 23 năm trôi qua kể từ khi Joseph có giấc mơ cho đến khi ông kinh nghiệm được. Cái giấc mơ đó được ứng nghiệm. Habacuc chương 2 câu 3 nhắc chúng ta về lẽ thật này. Vì khải tượng còn phải chờ đến đúng thời điểm ứng nghiệm. Khải tượng Chúa cho, cảm ơn Chúa, nhưng mà nó còn phải chờ đến đúng thời điểm để được ứng nghiệm. Và cái lúc chờ đó là cái lúc khó nhất, phải không chị em? Mà nhìn vào trong gương của cuộc đời của Joseph, chúng ta thấy rằng khải tượng mà khi thành hiện thực
thì đáng để chúng ta chờ. Đừng bỏ cuộc anh chị em. Đừng bỏ cuộc. Nó nhanh chóng tiến đến chỗ kết thúc không lừa dối đâu. Nếu nó chậm trễ, thì lời của Chúa tại đây nhắc chúng ta hãy chờ đợi. Vì nó chắc chắn sẽ đến không trì hoãn. Cảm ơn Chúa. Câu Kinh Thánh này đã giúp cho tôi rất là nhiều lần khi tôi như muốn bỏ cuộc anh chị em. Nhưng mà cảm ơn Chúa, nhờ vào trong lời của Chúa tại đây nói rằng khải tượng mà Chúa ngài ban cho nó chắc chắn sẽ ứng nghiệm. Vấn đề chúng ta chờ cho đúng cái thời điểm của nó. Trải qua những cái ngày tháng của VBC Houston của chúng ta, có những lúc người ta rủ nhau bỏ hội thánh đi ra mà không một lời từ giã. Anh em, cái đó là cái mà nó đau kinh khủng lắm. Đây là những người mà mình quỳ gối ở trước mặt Đức Chúa Trời để cầu nguyện cho họ, mình giúp đỡ cho họ. Đến khi họ đi không một lời chia tay. Mà không phải nó đi một mình, nó rủ nhau, nó đi cùng một lúc đó. Đó là những cái giây phút mà chúng ta thấy rằng khó khăn vô cùng, nhưng mà tạ ơn Đức Chúa Trời. Bởi vì lời của Chúa nhắc nhở tới đây, vì khải tượng còn phải chờ đến đúng thời điểm mới được ứng nghiệm. Thì có một lúc tôi nhớ, đau khổ như tim của mình rỉ máu được đó. Thì có một vị mục sư lớn tuổi ở trong thành phố này, ông đến thăm chúng tôi, ông nói: "Mục sư Khánh ơi, cuộc đời hầu vị Chúa là như vậy. Rồi nhiều nhất họ có thể làm đó là sau khi họ làm cho mình đau khổ, tim của mình tan nát, rỉ máu, chảy máu như vậy đó. Rồi cái họ trở về và nói rằng: xin lỗi mục sư, em đã quyết định sai. Rồi mình làm gì? Tha lỗi, hoan nghênh vào trong đại gia đình của Chúa như là chưa hề có chuyện gì xảy ra. Học vị Chúa chúng tôi phải đối xử với anh chị em như vậy. Tại vì Chúa cho có khải tượng. Chúa cho chúng tôi thấy những điều mà nó sẽ xảy ra. Đó là lý do giữ chúng tôi đi tiếp ở trong bước đường học vị Chúa. Và tôi cũng muốn khích lệ anh chị em cái điều này. Khi chúng ta nhìn xung quanh, có nhiều khi chúng ta sẽ gặp chán nản và nó muốn đẩy chúng ta vào cái chỗ bỏ cuộc. Hãy tập trung vào Chúa của chúng ta. Hãy tập trung vào khải tượng mà Chúa ngài ban cho chúng ta. Anh chị em ơi, Chúa không bao giờ sai được. Cảm ơn Chúa. Có những lời khích lệ mà chúng ta có thể nhận được từ Joseph. Thứ nhất là tập trung vào những gì diễn ra bên trong bạn chứ không phải điều xảy ra cho bạn. Hãy phát huy bản thân ở trong những lúc gian nan. Vậy đây là điều mà chúng ta phải cẩn thận giữ tấm lòng của chúng ta. Rất là dễ để chúng ta cay đắng. Rất là dễ để chúng ta bắt đầu nhận một cái thái độ cốc cần. Chết cho nó chết. Nhưng mà không, anh chị em, hãy tập trung vào những gì đang diễn ra ở bên trong chúng ta. Hãy để cho hoàn cảnh nó làm cho chúng ta tốt hơn, chứ đừng để cho nó làm cho chúng ta tệ hơn, dù người ta có đối xử với chúng ta tệ như thế nào. Phi-e-rơ thứ nhất chương 1 câu 6 đến câu 7 chép: hãy vui mừng về điều ấy. Đây là rất là khó để chúng ta, khi mà cái sự thử thách đó là khi chúng ta bị đối xử một cách tàn tệ, chúng ta lại có thể nhảy lên cảm ơn Chúa, con vui mừng quá bởi vì người ta tấn công con. Nhưng mà lời của Chúa cho chúng ta biết ở đây đó là vì cái kết quả mà lời của Chúa cho chúng ta biết mà chúng ta vui mừng. Hãy vui mừng về điều ấy dù bây giờ anh em còn chịu đau buồn trong ít lâu. Cảm ơn Chúa, những cái đau buồn nó không là đời đời. Ở trong Chúa thì sự đau buồn nó chỉ là ít lâu thôi. Bản dịch khác là nó chỉ ở trong chốc lát. Bởi vì nó khổ quá cho nên mình thấy như là một thế kỷ thôi, nhưng mà nó không kéo dài suốt đời anh chị em. Vì Chúa ngài là Đức Chúa Trời thành tín, ngài không để cho những điều gì nó quá cái sức chịu đựng của chúng ta đâu. Cho nên lời của Chúa nhắc chúng ta tại đây là còn chịu đau buồn trong ít lâu bởi muôn vàn thử thách. Cho nên anh chị em mới có gặp một hai thử thách thì theo lời của Chúa tại đây chúng ta không ngạc nhiên, bởi vì muôn vàng. Một muôn, một vạn là bao nhiêu anh chị em? Nói đến ngàn rồi đến 10 ngàn.
để đức tin của anh em sau khi được thử nghiệm sẽ quý hơn vàng, dù vàng đã được thử lửa vẫn có thể hư hoại, đem lại sự ca ngợi, vinh quang và tôn trọng khi Đức Chúa Giêsu Christ hiện đến. Vàng phải được luyện mới tinh ròng, chúng ta cũng vậy. Và trong những lúc mà lửa nóng bỏng làm cho chúng ta muốn chảy ra đó, thì hãy phó mình vào trong tay của Đấng biết rằng cái sự gàn lọc này Ngài cho phép đến để chúng ta được tinh rồng hơn ở trong ơn của Chúa. Và Gia Cơ chương 1 câu 2 câu 3 chép: thưa anh em của tôi, hãy xem sự thử thách trăm chiều xảy đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin của anh em sinh ra kiên nhẫn. Nhưng sự kiên nhẫn phải phát huy hết hiệu lực của nó để chính anh em được trưởng thành hoàn hảo, không thiếu sót điều gì. Anh chị em có thấy chữ kiên nhẫn từ đây không? Trở lại với Hebrew chương 12 câu 1, chúng ta thấy chúng ta hãy kiên trì hay là kiên nhẫn chạy cho xong cuộc đua của mình. Đấy là điều mà Chúa Ngài muốn trui luyện ở trong chúng ta để chúng ta có thể trở nên những người kiên nhẫn. Cảm ơn Chúa. Chúng ta có thể thấy ở tại đây, Joseph có thể nói với chúng ta khi ông muốn tự cất nhắc mình lên. Vì lúc non trẻ, ông chạy đến nói với các anh. Có lẽ là ông bị các anh, Kinh Thánh dùng cái chữ là không lấy được một cái lời tử tế nào để nói với ông hết. Nên khi mà ông thấy được cái giấc mơ này, ông muốn đến, ông muốn chứng minh với các anh. Này nè, mấy anh phải cho tôi một cái vị trí đặc biệt ở trong gia đình nha. Xem thường cái thằng em út này nhiều ngày rồi, nhưng mà nhớ một điều đó là Chúa Ngài cho tôi một cái địa vị rất là đặc biệt. Ông muốn tự cất nhắc mình lên. Bởi vì ông tự cất nhắc mình lên cho nên các anh còn đạp ông xuống. Chẳng những như vậy mà còn ném ông xuống hố. Thấy ông không chết, kéo đầu lên bán đi làm nô lệ cho khuất mắt, đi qua xứ người luôn. Nhưng mà chúng ta để ý khi Đức Chúa Trời cất nhắc thì là trọn vẹn, là phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Anh chị em đừng làm những con người thay đổi cuộc đấu. Chúng ta đừng bao giờ tự tôn tự đại. Cứ ẩn mình ở trong ơn quyền của Chúa để chính Chúa Ngài cất nhắc chúng ta lên. Một khi Chúa Ngài cất nhắc chúng ta lên thì nó mới bền, anh chị em ơi. Chúng ta tự thổi tự phồng lên giống như con ảnh ương hay là con cóc ấy. Chúng ta cứ phình bụng một chút nó nổ bụng. Xin Chúa cho để chúng ta là những người để Chúa Ngài cất nhắc chúng ta hơn là chúng ta tự cất nhắc lấy mình. Anh chị em, mỗi ước mơ đều có những lúc khó khăn, nhưng hãy nhớ rằng Chúa luôn ở bên cạnh anh chị em. Ở đây là điều tuyệt vời nhất mà chúng ta cần phải nhớ. Hãy nhớ rằng Chúa luôn ở bên cạnh chúng ta. Tại chúng ta phải nhớ vì chúng ta rất là dễ quên. Khi hoàn cảnh nó xảy ra, nhiều khi chúng ta thấy bụi, thấy những thứ nó tóc lên như vậy, đó làm cho chúng ta không thấy Chúa. Nhưng mà hãy nhớ rằng Chúa Ngài luôn ở đó, Ngài ở ngay bên cạnh chúng ta. Nên chúng ta phải nhớ điều này. Khi cái khoảng thời gian mà chúng ta gặp cái sự khó khăn, đây là kinh nghiệm của tôi, khi gặp những sự khó khăn như vậy, người ta nói câu này kia, tôi làm một công việc là lạy Chúa xin giúp đỡ để con im miệng. Có nhiều người bực mình, tại sao mục sư không nói một cái tiếng nào? Tôi nói rằng bây giờ mà tôi nói nữa thì là tôi sẽ dự phần vào làm cho tóc lên bụi, nó càng làm cho mù, cái hoàn cảnh nó càng mù tối hơn nữa. Ít nhất lại có những người nhận biết có một Đức Chúa Trời toàn năng cai trị ở trong thế giới của loài người và Ngài nắm giữ tất cả mọi sự. Lạy Chúa xin cho miệng của con ngậm lại, mặc dù con cũng muốn nói lắm, nhưng mà xin Chúa giúp đỡ để chờ đợi hầu cho khi bụi mà nó lắng xuống rồi đó, thì những người của Đức Chúa Trời sẽ nhận thấy được đâu là thật, đâu là giả. Lúc bụi nó tung lên chúng ta không thấy, nhưng mà khi nó lắng xuống rồi chúng ta mới có thể thấy được một điều, đó là lúc đó thấy dường như Chúa đã biến mất, nhưng thật ra Ngài ở rất là gần với chúng ta. Chúa
Ngài xác nhận với chúng ta điều đó. Và tôi muốn chia sẻ điều này để khích lệ anh chị em ở trong ơn của Chúa, đó là Chúa luôn ở bên cạnh chúng ta. Khi vợ của Potiphar vu khống Joseph, ông phải bỏ chạy, tuột áo bỏ chạy. Lúc đó thấy dường như là ông đã bị Đức Chúa Trời bỏ, nhưng không, Chúa ngay ở ngay bên cạnh ông. Các anh chị em của tôi hãy nhớ rằng dù thử thách hay cám dỗ, Chúa đều ở bên cạnh anh chị em. Xoay qua nhờ cậy Ngài, cầu nguyện nhờ cậy Chúa. Thi Thiên 139 câu 8 câu 10 nói rằng: nếu con lên trời, Chúa ở tại đó. Nếu con nằm ở dưới âm phủ, kìa Chúa cũng ở đó. Nếu con chắp cánh hừng đông bay qua tận cùng của biển cả, tại đó tay Chúa cũng vẫn dẫn dắt con, tay phải của Chúa nắm giữ con. Lời của Chúa xác nhận với chúng ta đó, anh chị em, dù chúng ta có muốn bỏ chạy cũng không chạy được khỏi sự hiện diện của Chúa. Huống chi là Chúa Ngài hứa với chúng ta rằng Ngài ở với chúng ta, Ngài ở ngay bên cạnh chúng ta. Amen anh chị em. Cho nên đừng có để cho ma quỷ nó đặt cái cảm giác của chúng ta là Chúa bỏ chúng ta rồi. Nhưng mà nhớ một điều là Cha chúng ta là Đức Chúa Trời toàn năng, Đấng đã hứa với chúng ta lời quý báu này là anh chị em, nếu con có lên trời, Chúa cũng ở tại đó. Thì cái đó dễ hiểu, trên trời thì Chúa ở trên đó. Nhưng mà nếu con có nằm ở dưới âm phủ thì kìa Chúa Ngài cũng ở đó. Có những lúc chúng ta cảm thấy như mình đang ở trong âm phủ không? Giống như trong địa ngục. Có những người vợ giăng tay lên: ở trong cái nhà này như ở trong địa ngục. Chúa cũng ở đó. Hãy kiên nhẫn, hãy để cho Chúa Ngài bày tỏ sự hiện diện của Ngài trong đời sống của chúng ta, hầu cho chúng ta sẽ chờ đợi và chúng ta đứng lên vào đúng cái thời điểm để những lời tiên tri được ứng nghiệm, khải tượng của Chúa cho đời sống của chúng ta được ứng nghiệm, giấc mơ mà Chúa cho chúng ta thấy sẽ thành hiện thực. Nếu ông Joseph ông bỏ nửa chừng thì chúng ta thấy rằng không có cái kế hoạch cứu đói, thì các anh của ông và cha mẹ của ông không thể nào đến để mua lúa thóc và được dời đến ở xứ Gô-sen, ở trong xứ Ai Cập, để được bảo vệ trong những cái ngày của đói kém hạn hán đâu. Nhưng ông kiên trì cho đến cuối cùng. Cảm ơn Chúa. Tôi muốn chia sẻ cho ai đó, anh chị em, những câu kinh thánh này để khích lệ anh chị em. Cái cảm giác chúng ta thấy dường như là Chúa bỏ chúng ta đó, xin những câu kinh thánh này nhắc nhở cho anh chị em để anh chị em được khích lệ. Thi Thiên 46 câu 1: Đức Chúa Trời là nơi nương náu và là sức lực của chúng con, Ngài hằng giúp đỡ trong cơn hoạn nạn. Cảm ơn Chúa. Ê-sai 43 câu 2: Khi con vượt qua các dòng nước, ta sẽ ở cùng. Khi con lội qua sông, sẽ chẳng bị nước cuốn. Khi con bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy. Ngọn lửa sẽ chẳng thiêu đốt con. Ngợi khen Chúa. Jeremy chương 1 câu 8: Đừng sợ chúng nó, vì ta ở với con để giải cứu con. Và chính Đức Chúa Giê-xu Ngài nói ở trong Ma-thi-ơ chương 28 câu số 20: Và này, ta luôn ở với các con cho đến tận thế. Ngợi khen Chúa. Cảm ơn Chúa của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Mỗi ước mơ của chúng ta đều có những sự khó khăn của nó. Nhưng hãy nhớ một điều: Chúa luôn ở bên cạnh anh chị em. Mà có Chúa thì chúng ta sẽ chạy được. Có Chúa thì chúng ta sẽ theo đuổi được ước mơ của mình. Và không điều gì có thể ngăn chặn được quyền năng của Chúa thể hiện để yểm trợ, để giúp đỡ chúng ta. Nếu cánh tay hữu của Ngài mà nâng đỡ chúng ta thì không có gì có thể kéo chúng ta được. Dù có bao nhiêu cái cần cua nó muốn kẹp, nó kéo chúng ta trở xuống lại, Chúa Ngài lấy cánh tay hữu của Ngài mà Ngài đỡ chúng ta thì Ngài sẽ cất nhắc chúng ta lên. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Dù có lửa, dù có bẫy rập người ta có thể gài chúng ta có thể đi xuyên qua lửa không cháy chúng ta có thể đi xuyên qua nước mà nó không thể nhận chìm chúng ta được, vì Chúa ở với chúng ta. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Anh chị em, nếu trong những ngày qua có những điều làm cho anh em muốn bỏ cuộc, có ai tới đây cần được khích lệ về đời sống tài chánh của mình vì nó đang gặp sự khó khăn, hay là hôn nhân của mình đang gặp cái sự khó khăn,
Cái mối quan hệ của vợ chồng, của cha mẹ với con cái với cha mẹ đang gặp sự khó khăn. Tôi khuyến khích anh chị em trong thời gian này, tôi muốn cầu nguyện cho anh chị em. Chứ anh có thể ngồi tại chỗ của mình, để tay xòe ra trên đùi của mình ở trong tư thế đón nhận. Và thôi, ở trong ơn của Chúa là mục sư, là người hướng dẫn tinh thần của anh chị em, chúng tôi muốn cầu nguyện cho anh chị em, để anh chị em có thể nhận được sự khích lệ của ánh sáng của lời của Chúa ở trong ngày hôm nay. Trao dấu của con, trao dấu của chúng con, lại cha chúng con ở trên trời. Xin dùng lời của Ngài trong ngày hôm nay để khích lệ những con người mà Chúa đã định để trở nên những người đổi cuộc đấu ở trong những ngày sắp đến. Những người đang được Chúa sử dụng để thay đổi trận đấu. Xin khích lệ anh chị em chúng con. Trong thời gian này xin Chúa bày tỏ sự hiện diện của Ngài rờ chạm, như Chúa đã từng rờ đầu anh chị em chúng con, như Chúa đã từng đặt cánh tay êm dịu nhưng mạnh sức của Ngài đã ôm choàng vai của anh chị em của chúng con. Xin đến và thực hiện công việc của Ngài. Vì thành phố Houston này, vì đất nước Hoa Kỳ này, vì dân tộc Việt Nam, chúng đất nước Việt Nam của chúng con đang cần những con người trung tín chạy cuộc đua của mình cho đến chừng thấy những giấc mơ, những khải tượng, những lời tiên tri của Chúa được ứng nghiệm trên đời sống của chúng con, để chúng con làm những người thay đổi cuộc đấu. Xin khích lệ, xin động viên anh chị em chúng con trong thời gian này bằng chính sự hiện diện của Ngài. Khi chúng con thấy và tưởng chừng như nghịch cảnh đang bao vây quanh chúng con, là Chúa trong thời gian này xin Chúa thay thế và vây quanh chúng con bằng chính mình Ngài, bằng chính sự hiện diện của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con cảm ơn Ngài. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ, ta truyền lệnh trong thời gian này, linh của sợ hãi, lời của Đức Chúa Trời nói rằng Ngài không ban cho chúng ta linh của sợ hãi nhút nhát, bèn là yêu thương, quyền năng mà một tâm trí minh mẫn. Cho nên ta truyền lệnh trong thời gian này, những gì không thuộc về Đức Chúa Trời, sợ hãi lui ra đời sống, ra khỏi đời sống của anh chị em chúng ta ngay trong thời gian này, trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Lạy thần yên ủi, xin đến yên ủi, động viên tinh thần, khích lệ mỗi anh chị em chúng con, để chúng con lại trở lại nắm bắt giấc mơ mà Chúa Ngài đã ban cho chúng con. Chúng con đã nghe được, chúng con đã thấy được ở trong chiêm bao, chúng con đã nghe những lời tiên tri đã tiên tri trên đời sống của chúng con đã nghe được tiếng của Chúa êm dịu nhỏ nhẹ phán với lòng của chúng con ở trong những khoảnh khắc mà chúng con gặp gỡ Chúa một cách riêng tư, những điều Chúa Ngài toan định sử dụng chúng con để thay đổi trận đấu. Lạy Đức Chúa Trời của chúng con, xin Chúa Ngài ban phước để anh chị em chúng con vững vàng và đón nhận ở trong ơn của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con ngợi khen Ngài. Cho con cầu xin Ngài làm giảm mọi đau đớn mà những anh chị em của chúng con trải qua. Nhưng chúng con cầu xin Ngài cung cấp cho họ tất cả những gì cần thiết, Chúa giọng, để trong những cơn thử lửa, ở trong lúc được rèn luyện, anh chị em của chúng con sẽ được đứng vững vàng, kiên nhẫn cho đến chừng công việc của Chúa được thành toàn ở trong cuộc đời của anh chị em chúng con. Chúng con ngợi khen Chúa, chúng con chúc tụng Ngài. Cảm ơn Chúa của chúng con. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, xin hành động Chúa giáo để anh chị em chúng con hết thảy đều sẽ chạy xong cuộc đua mà Chúa Ngài dành cho mỗi đời sống của chúng con. Chúng con ngợi khen Chúa. Cảm ơn Chúa. Cho tôi nói với anh chị em ở trong thời gian này, nếu có ai nói rằng mục sư ơi, mục sư nói như vậy nhưng mà tôi không có Chúa ở cùng, tôi không thấy sự hiện diện của Chúa ở bên cạnh tôi,
anh chị em ơi, Chúa luôn ở bên cạnh chúng ta. Nhưng mà có một điều có thể làm ngăn cách chúng ta với Chúa và khiến cho chúng ta cảm thấy như Chúa ở rất xa chúng ta. Ê-sai 59 câu 2 chép: nhưng chính vì sự gian ác các ngươi đã phân cách các ngươi với Đức Chúa Trời mình, và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa. Khi điều đó được cất đi, khi điều đó được dời ra khỏi đời sống của chúng ta và mối liên hệ của chúng ta với Chúa sẽ được mắc trở lại, chúng ta sẽ kinh nghiệm sự hiện diện gần gũi của Chúa trong đời sống của chúng ta. Nếu anh chị em đang cảm thấy như Chúa ở rất xa mình, thật ra Chúa ở rất là gần, chỉ có vì tội lỗi của chúng ta, vì lối sống hiện tại của chúng ta làm ngăn cách chúng ta với Chúa, che khuất mặt của Ngài khỏi chúng ta. Cho nên hãy ăn năn, hãy quay trở lại cùng Chúa để Chúa có thể ban phước cho anh chị em, anh chị em có thể kinh nghiệm được mối liên hệ được mắc lại, chúng ta được giảng hòa với Đức Chúa Trời và chúng ta có thể kinh nghiệm được sự sống phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Có ai đó trong chúng ta cần tái dâng hiến cuộc đời của mình cho Chúa? Trước đây bạn đã được nghe tiếng phán của Chúa, đã thấy được những giấc mơ mà Chúa ngài cho cuộc đời của chúng ta. Vì chúng ta đã để cho hoàn cảnh, những điều xung quanh của chúng ta chi phối, để cho sự tấn công của thế giới tối tăm làm cho chúng ta đã bỏ đi giấc mơ của mình. Hôm nay hãy tái dâng hiến cuộc đời của mình cho Chúa, vì biết rằng nếu khải tượng nó đến từ Chúa thì nó sẽ không giờ qua đi. Đúng thời điểm của nó sẽ ứng nghiệm. Chúa rất yêu anh chị em và Chúa muốn anh chị em trở nên những người thay đổi cuộc chơi, thay đổi trận đấu. Vì muôn người đang chờ chúng ta để qua đời sống chúng ta được phước, mà họ có thể kinh nghiệm phước hạnh của Chúa cặp theo trong cuộc đời của họ. Đó là điều mà anh chị em được khích lệ. Và tôi tin rằng có người, ít nhất là một người có mặt ở tại đây. Ở trong tuần qua, bạn đã có những giây phút, có những suy nghĩ và bạn muốn bỏ cuộc. Tôi tin rằng Chúa ngài sắp đặt cái thời giờ này và sứ điệp này để bạn nghe được cái sứ điệp này, không phải là ngẫu nhiên đâu. Và Chúa muốn khích lệ rằng con hãy tiến lên. Ta sẽ thêm sức cho con và ban cho con khả năng để con có thể chạy xong cuộc đua mà ta đã gọi con. Nếu đó là bạn, chúng tôi muốn cũng sẽ đứng và cầu nguyện với bạn trong thì giờ sắp đến tại đây. Nên hãy đáp ứng lại với sứ điệp này. Nếu bạn cảm thấy xa Chúa vì mình đang sống sai Ngài, đây là thời giờ của sự trở lại. Xin mạnh mẽ tiến lên phía trước tại đây, chúng tôi sẽ giúp đỡ, chúng tôi sẽ cầu nguyện. Có cô Quách Thúy, có nhà tôi tại đây và các mục sư ở trong hội thánh sẽ hiệp tác và cầu nguyện cho quý vị, cho các bạn, để chúng ta được khích lệ, để chúng ta có thể tiến lên trong ơn của Ngài. Chúa yêu chúng ta và muốn sử dụng đời sống của chúng ta làm nguồn phước cho những người xung quanh. Nếu đó là bạn, xin mạnh mẽ tiến lên, chúng tôi sẽ giúp đỡ. Nếu bạn cần ăn năn tội lỗi của mình và tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa lần đầu tiên trong cuộc đời của mình, xin cũng tiến lên phía tay trái của tôi, tức là bên tay phải quý vị, chúng tôi sẽ giúp đỡ cho quý vị. Và hội thánh, nếu ai chúng ta thấy ở trong những ngày qua chúng ta muốn bỏ cuộc, hôm nay lời của Chúa khích lệ chúng ta và chúng ta muốn niêm phong, đóng ấn cái giây phút hết sức là tuyệt vời này, để nhắc nhở chính mình luôn cho những bất ngờ trong những ngày sắp đến, xin cùng tiến lên và chúng tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị. Cảm ơn Chúa. Xin Hội Thánh cùng đứng lên và chúng ta đến với Chúa trong thời gian này trong ơn của Ngài. Cha kính yêu, chúng con ngợi khen Ngài. Chúng con tin rằng sự khích lệ của Chúa đang có mặt ở tại đây. Thần yên ủi của Chúa đang hành động ở tại đây. Ơn quyền của Ngài đang dày đặc ở tại đây để giúp đỡ, để nâng đỡ, để động viên anh chị em của chúng con.
để chúng con sẽ cùng nhau chạy cuộc đua mà Chúa Ngài đã bày ra trước mắt chúng con. Mỗi người chúng con chạy cuộc đua mà Chúa Ngài đã dành cho chúng con. Với sức của Ngài, chúng con sẽ về đến điểm cuối cùng. Chúng con sẽ hoàn tất cuộc chạy của mình. Được Chúa Ngài sử dụng, được Chúa Ngài đại dụng chúng con và tận dụng chúng con cho vương quốc của Ngài, để chúng con thấy muôn người được phước, được cứu ở trong ơn của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con ngợi khen Ngài. Xin đáp ứng với những tấm lòng đang cần Chúa, xin hành động. Chúng con ngợi khen Ngài. Cảm ơn Chúa. Mình xin lời của Ngài để tiếp tục động viên tinh thần của chúng con và nhắc nhở chúng con, khi chúng con có Chúa ở cùng, Ngài sẽ thêm sức và chúng con sẽ kiên trì nhẫn nhục chờ đợi, kiên nhẫn chờ đợi. Những ước mơ của chúng con sẽ thành hiện thực. Để chúng con sẽ làm những người thay đổi trận đấu, cứu dân tộc của mình, cứu đất nước của mình, cứu cộng đồng của mình và nhiều người được phước, được cứu, được chuyển vào vương quốc của Chúa xuyên qua đời sống của chúng con. Chúng con ngợi khen Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa cho ban phước trên anh chị em ở trong ân quyền của Ngài. Những người cần được cầu nguyện, chúng tôi sẽ cầu nguyện và hội thánh chúng ta sẽ gặp nhau tại hội trường để dùng cơm trưa. Và sau buổi trưa hôm nay thì cũng có một số các giáo viên, họ cũng sẽ đi cái khu sớm còn lại ở phía sau nhà thờ để giới thiệu về Thánh Kinh mùa hè và chuẩn bị để chúng ta sẽ có những giờ phút phước hạnh ở trong ơn của Chúa, giới thiệu lời của Chúa cho những em nhỏ cũng như những người trong cộng đồng ở tại đây ở trong tuần này, ở trong phước hạnh của Chúa. Xin Chúa ban phước trên cho em. Chúng ta sẽ gặp lại trong ơn của Ngài. Amen.